Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn ngủ các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn ngủ như này. Đây đèn ngủ rất là đẹp luôn. Đó. Và con này thì dây của nó dài khoảng tầm gần 2 mét. Ở đây thì con đèn ngủ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có cho các bác các cái chức năng khá là đa năng luôn. Khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ âm xuống như này nhá, nó sẽ âm xuống thấp như này. Thì các bác kéo lên sau đó thì mình xoáy cái gen vào cho em, xoáy cái lẫy này vào này. Đấy, nó có cái lẫy này, các bác xoáy cái lẫy, sập cái lẫy này vào cho em là xong. Bật công tắc lên này. Đó, bật công tắc lên. Đây là công tắc đèn ngủ này. Đấy, đèn ngủ và nó sẽ có cho các bác là hai chân USB và ba chân ổ cắm luôn. 150.000 cho con đèn ngủ như này. Lên cho em là đèn ngủ trắng nhá, đèn ngủ trắng. Nó màu trắng như này. Lên cho em đèn ngủ trắng 150.000, đa di năng luôn. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là ba chân cắm điện này, ba chân USB này và có công tắc ngắt này, ngắt tổng này, và đèn ngủ thì sẽ có đổi màu luôn nhá. Đó, có màu trắng, màu vàng, màu trung tính này. 150.000 cho một con đèn ngủ trắng như này. Lên cho em là đèn ngủ trắng 150.000 các bác nhá. Chiều cao của nó thì vào khoảng là trên 20 cm, chiều rộng thì vào khoảng 12-13 cm. Đó, cắm điện trực tiếp 220, có ba chân USB, ba chân ổ cắm. Đèn thì sẽ có đổi màu để dùng để làm đèn ngủ, để đầu giường thì rất là hợp lý luôn nhá. Đấy, để đầu giường rất hợp lý luôn. Các bác có thể sập xuống hoặc là đẩy lên cũng đều ok thôi, tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đó, rồi ok, 150.000 nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số mã hàng mới bên em tiếp tục cập nhật gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ghế các bác này. Đấy, ghế thì bên em về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, đây, cái này nó có cả quai sách như này luôn. Và con này thì các bác có thể gấp gọn vào được nhá. Đây, gấp gọn vào này. Đấy, gấp vào nó rất là gọn như này. Cái đường kính của nó thì nó vào khoảng là trên dưới 10 cm thôi. Còn chiều dài của nó thì chiều dài khi mà con này khi gấp gọn vào nó vào khoảng là 70 cm. Đó, còn khi giả ra thì nó sẽ to rộng như này các bác này. Đấy, giả ra to rộng như này. Người từ 70-80 cân đến một tạ cũng ngồi thoải mái luôn. Nó là dòng đai 4 chân rất là chắc chắn nhá. Con này thì giá sẽ là 260.000 bên em bao ship tận nhà. Ngoài ra thì bên shop có bán cái con mini này. Con mini này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con mini này. Đấy, em sẽ test ngồi cho bác xem. Đây, đấy. Người mẫu này thì vào khoảng là 60 cân, ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Không có hề hấn gì các bác nhá. Rồi em có thể dãy dọn này, đấy, thoải mái luôn. Đấy. Ok cho các bác, rất thoải mái luôn nhá. Rồi ghế nhỏ này. Ghế nhỏ này thì 70.000 thôi. Con này thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc là xe máy để mình mang đi. Đó, đây cũng rất là ok luôn các bác nhá. Thoải mái luôn, cực kỳ vững chãi và ngon lành. Ok. Con này thì bản của nó sẽ là 20 bản của nó tầm 25 nhá. Bản 25, cao 25, vuông 25. Đấy, nói chung là nhỏ gọn, con này nhỏ gọn. Giá chỉ có 70 cành thôi. Các bác ném lên ô tô ấy, để mình sử dụng khi mình di chuyển nhá. Đó, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tiếp theo thì sẽ là cái mã chổi lau nhà nhá. Chổi lau nhà. Con này thì lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá sẽ là 250.000 cho bên em thùng lau nhà như này, 250k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng lau có bánh xe đẩy này. Một thùng lau có bánh xe đẩy và một cái bộ lau. Nói chung cái này thì bác nào không biết rồi, em giới thiệu qua thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em là xong. Bộ lau thì sẽ là một lau bông và một lau gen nhá. Đó. Và có cho các bác là hệ thống vận hành trơn tru ngon lành. Nói chung là 250.000 bao ship đến tận nhà. Hàng chất lượng, có bánh xe đẩy đàng hoàng nhá. Nhựa dày dẫn chắc chắn. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng là 300-350.000 nhá. 300-350.000. Đấy. Đấy, hệ thống quay vắt này. Rất là ngon luôn. Lên cho em là thùng lau nhà 250.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã đó là cái mã ghế hơi này. Đây. Khi các bác bơm lên thì nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Một cái to, một cái nhỏ. Con to này thì sẽ là 62 x 116 x 98 x 83. 116 này, chiều sâu 116 này. Đấy, chiều dài rộng. Rộng là 98 và cao là 83 nhá. Đấy, còn con nhỏ đây, con nhỏ thì là 62 62 31. Đó, các bác về các bác bơm hơi lên là dùng thôi. Giá sẽ là 350.000 cho con ghế hơi như này nhá, 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ màu nhá, bộ màu đây. Lên xem là bộ màu cầu vồng nhá, 100.000 thì cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì các bác để cho các em nhỏ nhà mình thỏa sức sáng tạo luôn. Tô tập vẽ rồi nói chung là các kiểu con này điểu luôn. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Giá thì đang gửi tới các bác chỉ có 100.000 thôi. Đấy, và đầu năm học rồi các bác có thể mua cho các em học sinh hoặc là mua để làm
quà sinh nhật tặng quà cho các em nhà mình luôn đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, các loại màu luôn. Giá sẽ là 100.000. Nếu con này các bác ra hiệu sách mua thì nó sẽ là vào khoảng 150 các bác. Hiệu sách thì họ sẽ bán cho các bác khoảng 150 đấy. Nhưng mà bên em thì em thanh lý cho các bác giá tốt, chỉ có 100k cho cái bộ màu cầu vồng này thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bột thông cống nhá, 25.000 cho một kia tẩy xanh nhá, 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này, 25.000. Các bác dùng để mình tẩy xoong nồi, vành bánh rồi xe cộ là ok. Đấy. Vỏ xe, vỏ xiếc nhá. Đấy, rồi xoong nồi, bánh xe, vỏ xe ô tô, 25.000 tẩy xanh. Đấy. Rồi tiếp theo thì nó sẽ là cái mã dây tắm nhá, 15.000 chiếc này. 15.000 chiếc. Cái này thì nó sẽ là bằng bằng cao su non. Đấy, cao su non. Dùng rất là thích luôn. Các bác dùng để mình tắm kỳ cọ rất là sạch sẽ. Dây tắm 15.000. Tiếp theo thì sẽ là cái mã áo mưa choàng như này. Đây, nó sẽ là áo mưa choàng như này và có cả mũ luôn. Áo mưa choàng có cả cái viền mũ như này. Khi các bác mặc lên thì nó đúng như trên hình như này nhá. Áo mưa choàng. Giá sẽ là 100.000 cho con áo mưa choàng như này. Con này nếu các bác mua ngoài nó sẽ bán cho các bác khoảng từ 150 đến 200 nhá, 150 đến 200. Đấy, đây. Khi các bác mặc vào nó sẽ như này. Đó, áo mưa choàng có cả đầu chấn mũ như này nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho con áo mưa choàng như này thôi, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá, 30.000. Các bác xịt trực tiếp lên các bề mặt mà đồ nhôm, đồ sành, đồ sứ, đồ thiết bị vệ sinh để tẩy cặn canxi. 35.000 cho cái chai tẩy cặn canxi này nhá, 35.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia viên tẩy lồng giặt nhá, viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp, 12 viên. 25.000 một hộp 12 viên, các bác dùng để mình tẩy lồng giặt, vệ sinh lồng giặt rất là ok luôn. 25.000 một hộp nhá. Lên cho em là viên tẩy lồng giặt nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia thước laser nhá, thước laser. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu qua thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con thước laser như này, có kèm cho các bác là một cái đầu laser nhá. Đấy, đây các bác này, đó, đầu laser đây các bác này, đây đầu laser dọi lên tường rất là ngon luôn các bác này. Đó, đầu laser nhá. Đó, các bác theo lấy góc vuông cũng biết đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con thước laser như này nhá, 90k cho con một con thước laser này thôi. Giá sẽ là 90.000 các bác nhá. Đó. 90.000 cho con thước laser như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser 90.000 các bác nhá, 90.000. Tiếp theo thì cái hộp miếng dán ngày cứu nhá. Một hộp này 12 miếng. Các bác chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau nhức vai gáy cổ thì các bác bóc ra dán vào cho em, nó sẽ là hình tam giác như này, dán trực tiếp vào cổ vai gáy. Chất liệu của nó là nhảy cứu và than tre hoạt tính, giúp cho các bác chống đau nhức mỏi vai gáy đây. Bóc ra dán vào cổ vai gái cho em. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này, 20.000 cho hộp. Tiếp theo thì sẽ là giấy ăn nhá, giấy ăn. Một bịch này của nó, cái này bao nhiêu nhỉ? 10.000 một gói giấy như này nhá, 10.000 một gói giấy như này. Một 10 gói là 80.000 nhá, 10.000 một gói. Giấy siêu dai luôn, giấy siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, giấy siêu dai luôn. Đó, các bác theo. Rất dài nhá, rất dài luôn. 10.000 một gói như này. Và các bác mua 10 gói thì sẽ là 80.000 nhá. 10 gói là 80.000. Còn một thùng của nó là 20 gói là 140 thôi. Đấy, một thùng 20 gói chỉ có 140 thôi, còn mua 10 gói thì là 80.000. Mua lẻ là 10.000 một gói, 20.000 ba gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ treo tường nhá. Giá chỉ có 75 cành thôi. 75 cành cho một con đồng hồ treo tường như này. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tay, treo tường 75 cành, chiều rộng của nó thì đường kính của nó chỉ vào khoảng là đi 20 cm thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng của hãng cực kỳ chất lượng nha. Giá sẽ là 75.000. 75.000 cho con đồng hồ treo tường như này nhá. Đường kính khoảng 20 cm, rất nhỏ gọn xinh xắn này. Tiếp theo thì cái bóng tích điện này. Đấy, con này thì các bác thông cảm là đợt này nó ít nắng cho nên là nó mất nó không tích điện được, thì về nhà các bác tự sạc vào cho em nhá. Tự sạc vào. Đấy, nó hết điện nữa rồi. Về nhà các bác tự sạc vào. Lên cho là bóng tích điện nhá. Đó, bóng tròn. Lên cho là bóng tròn. Bóng tròn giá thì 80.000 thôi. Về nhà các bác tự sạc vào cho em. Đấy, cái này để lâu nó bị hết điện rồi. Về nhà các bác tự sạc vào cho em nhá. Bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì sẽ là cái phao nước nhá. 60.000 thì cái phao nước như này. Đây nó sẽ là một cái phao rất là tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào cái hệ thống nước nhà mình là xong. Nước ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Nước ngập 1 cm là tự ngắt. Lên cho là phao nước, giá sẽ là 60.000 cái phao nước như này nhá. Đấy, 60.000 cho cái phao nước như này. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn
đeo đầu wifi 130.000 nhá. 130.000 cho con đèn đeo đầu wifi như này. Con này rất là tiện luôn. Đấy, đây. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn, chắc chắn, ngon lành. Hàng này thì rất chất lượng rồi. Đây, hàng của Đức các bác nhá. Hàng của Đức này, Made in Germany này. Đó, hàng của Đức nhá. Đây. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, rất sáng luôn, các bác theo. Đó. Và có chế độ cảm biến này. Đấy. Tay gạt qua này là sẽ tự tắt này. Đấy, tự bật tự tắt cho các bác luôn, rất là tiện. Giá này sẽ là 130.000 cho con đèn đeo đầu cảm biến như này nhá. Đấy, lên theo là đèn wifi 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã nước hoa nhá. 120.000 một lọ. Nước hoa thì nó sẽ có hai dòng, một dòng của Gucci, một dòng của Chanel. Đấy, em chỉ còn có mấy lọ thôi. Thanh lý cho các bác giá 120.000 một lọ, còn có 2 3 lọ này thôi. Thanh lý cho các bác 120.000 một lọ nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện nhá. Đấy, hàng của Chanel và hàng của Gucci nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa 100ml. Tiếp theo thì sẽ là cái cây lăn bụi nhá. Đấy, đây cây lăn bụi này. 25.000 một bộ như này, bao gồm cho các bác là 3 con lăn. Đây, 3 con lăn tất cả. 3 con lăn và có kèm cho các bác là các cái thanh này, các bác bóc cái này ra, sau đó thì mình lăn đi là cái bụi bẩn nó sẽ bám lại ở trên cái thanh này các bác nhá. Đây, em sẽ test thử cho bác xem này, đây nhá. Đây. Về nhà thì các bác bóc cái vỏ ra cho em. Sau đó thì mình sẽ ở đây nó sẽ có một cái lớp màng. Mình bóc cái màng này ra là bắt đầu là nó sẽ bật ra và các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy. Đây nó sẽ có cái lớp màng ở đây. Đây. Cái này nó dùng được rất là nhiều và rất là hữu ích nhá. Đấy, các bác bóc cái màng ra cho em này. Đấy. Là nó sẽ đây, đấy, bóc cái màng này ra. Bóc cái màng này ra thì đồng nghĩa với việc là cái lớp bụi nó sẽ dính vào cái màng này. Đây này, em lăn này. Đấy. Đây. Đấy các bác thấy không? Vừa lăn tí nhá. Màng đang trắng tinh mà lăn phát bụi bẩn nó bám vào đầy luôn. Các cái bụi mịn bụi miếng nó bám vào hết luôn các bác này. Đó. Thì nó rất là tiện này. Sau đó thì các bác lại lột vứt đi này. Lột vứt đi cho em. Đấy, lột vứt đi. Sau đó thì mình lại lăn. Đây, mình lại lăn tiếp này. Đấy nhá, lại lăn này. Lăn một tí là nó bám bụi đầy luôn. Đấy. Bám bụi đầy luôn các bác theo. Thì rất là tiện luôn. Rất là sạch sẽ vệ sinh nhá. Giường thảm rồi quần áo rồi lông thú lông thiếc các bác vệ sinh thì nó rất là tiện. Sạch sẽ lắm. Đấy, các bác lăn đi cho em. Sạch sẽ luôn. Sau đó thì các bác lại lắp vào. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con lăn như này. Giá của nó sẽ là một bộ này của nó là 25.000, bao gồm cho các bác là 3 con lăn, 3 con như này 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Con vòi nối này thì giá sẽ là 70.000. 70.000 cho con vòi nối như này. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu gen nguồn nước nhà mình là xong. Nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ vòi hoa sen, hai là chế độ vòi ở giữa như này, rất là tiện. Vòi nối giá là 70.000 cho con vòi nối như này nhá. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác ba cái loại xịt rửa này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là xịt nhà tắm này. Xịt nhà tắm thì con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho chai xịt nhà tắm như này. Đây thì nó sẽ là một cái dòng bọt kem như này các bác này. Đấy, xịt nhà tắm nhá. Đấy, vết các vết bám vết bẩn ở trên nhà tắm, đồ sành đồ sứ. Đây. Đấy, xịt nhà tắm 40.000. Con này thì xịt bếp này, chuyên trị dầu mỡ các kiểu này. Đây. Cũng là dạng kem nhá. Đấy, dạng kem như này. Đó. Con này thì các bác dùng để xịt bếp đi em. Chuyên dầu mỡ nhá, dầu mỡ các vết bám dầu mỡ. Đó, con này là 45.000. Còn đây là một cái chai xịt cái này nó là xịt cái gì đây? Hả? Cái này là xịt vệ sinh điều hòa nhá. Đây khử khuẩn các bác này. Vệ sinh điều hòa khử khuẩn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 45.000 cho chai xịt vệ sinh điều hòa như này. Đấy các bác bóp đều cho em, sau đó thì mình xịt đây. Đây nó có cái lẫy mở đây các bác, tháo cái này ra này. Tháo lẫy này ra mình xịt nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là xịt điều hòa nhá. Xịt điều hòa con này thì giá sẽ là 45.000 cho cái chai xịt điều hòa như này nhá. 45.000 vệ sinh điều hòa. Tiếp theo thì nó sẽ là con kích điện 175.000. Con này thì kích từ điện từ điện ắc quy 1224 lên 220. Nhà bác nào có ắc quy, kể cả ắc quy xe máy, các bác tháo ắc quy xe máy ra, tháo cái ắc quy xe máy ra câu vào là xong. Đó là kích điện điện 220 dùng để sạc. Giữ các thứ ok hết nhá. Tiếp theo thì cái cân treo nhá. Cân treo thì con này sẽ là 70.000 cái mã cân treo như này. 70.000 về nhà các bác lắp pin vào là sử dụng thôi. Số của nó là số điện tử rất là dễ dùng luôn. Cân treo 70.000. Đấy, cân treo 70.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là con này. Con lấy dây tai nhá. Đấy, đây nó sẽ là giọng lấy dây tai bằng đèn, có đèn luôn. Đó. Có đèn nhá. Đây.
lấy dây tay bằng đèn quá này. Đấy. Có đèn luôn. Đây, có đèn như này. Đấy, để các bác đưa vào trong cái khóe tai các bác lấy này. Đấy, nó sẽ có hai thiết bị. Một là đầu gắp như này và hai là đầu lấy nhá. Sẵn sàng pin biếc đầy đủ cho các bác luôn. Có pin biếc các thứ đầy đủ hết nhá. Đây, có cả cái đầu này nữa này. Đầu này thì các bác cũng lắp pin vào, sau đó thì mình xoáy cái đầu lấy dây tai vào. Đấy, combo cho các bác một cái bộ lấy dây tai như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 thì cái bộ lấy dây tai đèn nhá, 60.000. Giá hợp lý cho các bác luôn, 60.000 cái bộ lấy dây tai đèn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán nhá. Đấy, móc dán về nhà các bác bóc cái này ra, sau đó thì dán vào cho em. 2 4 6 8 10. Một bộ này của nó là 10 chiếc này. 10 chiếc như này nhá. Cái này bên em bán lẻ nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 cho 3 cái. Đó, 20.000 3 cái, còn nếu các bác nào thích mua cả chục thì mua. Đây một tí này là cả chục cái luôn. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm nó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá, 120.000 cái bộ 5 đĩa tròn như này. 120.000 các bác. Đây, nó sẽ 5 cái đĩa, đường kính nhỏ nhất thì nó sẽ vào khoảng 18 cm và to nhất thì nó vào khoảng 25 cm. Đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 120.000 cho 5 cái luôn. 120.000 cho 5 cái. Từ to đến nhỏ 120.000. Giá vo gạo này 75.000 cho cái giá vo gạo như này. Hàng inox 304 dùng để vo gạo đựng rau. Đấy, có gạo các bác cho vào đây cho em nhá, cho vào đây. Sau đó thì mình gạn nước đi là nó sẽ đọng gạo ở đây. Rồi ok. 75.000. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh mình quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu chăn ga 5 món nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món. Màu này nó sẽ là màu Chanel. Đây, còn màu nào không? Màu Chanel rất là đẹp nhá. Đấy, chăn ga Nhật 5 món lên cho em là màu Chanel nhá. Lấy cái biển kia kìa. Số nó to. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 2 mét. Mét 8, 2 mét gì đấy các bác nhá. Cũng khá là to luôn. Con này thì em cũng không có đo chính xác. Nó tầm khoảng mét 8, 2 mét nhá. Đúng không? Mét 7, 2 mét các bác nhá. Mét 7, 2 mét chăn khá là to luôn. Đấy, và chăn này thì nó sẽ là chăn thu đông. Nó sẽ có trần một cái lớp bông bên trong nha các bác. Đắp mùa thu cũng được, đắp mùa đông cũng được. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là ba cái vỏ gối, bao gồm là hai vỏ gối thường và một vỏ gối ôm. Đấy. Đây, vỏ gối khá là to luôn. 70 nhá. Vỏ gối là 70 70 40, một vỏ gối ôm và một cái ga như này. Tổng của các bác khi các bác nhận được hàng sẽ là 5 món nhá. 5 món. Giá sẽ là 260.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là chăn ga 5 món 260.000. Bên em bao ship tới tận nhà. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy trà bếp nhá. Sẽ là 75.000 cho một em máy trà bếp như này. 75.000 một em. Con này thì các bác dùng để mình vệ sinh bếp này, rồi giặt thảm giặt chiếc, rồi nói chung là đánh cọ vệ sinh đều được hết nhá. Nó sẽ là một con máy như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu bông, đầu vệ sinh, rồi cáp sạc các thứ đầy đủ này các bác này. Đó. Về nhà các bác lắp pin, pin có sẵn rồi. Các bác cứ mài như này chưa. Đó. Đánh nồi niêu xoong chảo bàn bếp ga bếp điếc, còn nói chung là đa di năng luôn. Có cho các bác là giá đỡ này, bông biếc, miếng dán miếng giếc, bông biếc đầy đủ luôn. Giá chỉ có 75.000 cho một con máy như này thôi. Lên cho là máy trà bếp 75.000 nhá, 75.000. Tiếp theo là em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5. Con này thì nó sẽ là cân nhà bếp và cân được 5 kg. Nên bên em gọi nó là cân 5 nhá. Cân 5 như này. Lên cho em là cân 5 nhá. Giá thì sẽ là 50.000. 50.000 cái cân 5 như này, nó sẽ là cân điện tử nhá, cân điện tử. Để các bác dùng thì mình cân. Về nhà các bác lắp pin cũng có sẵn pin rồi, cân được 5 cân. Tiếp theo là con robot hút bụi nhá. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. 120.000. Con này thì nhỏ gọn tiện ích nhá. Lên cho em là robot hút bụi này. Đây nó sẽ có cho các bác một cái cáp sạc đi kèm. Và đây các bác xem này. Đấy, đây thì nó rất là sạch sẽ như này nhá. Sạch sẽ như này, và khi mấy em hút test thử sản phẩm cho các bác xem. Đây. Các bác chỉ cần bật lên này là nó chạy này. Đấy. Để đây này. Đấy, nó chạy các bác này. Nó sẽ hút bụi cho các bác luôn. Đó. Thì nếu mà nó gặp mà chỗ nào mà nó chạm đầu này thì nó sẽ tự quay đầu trở lại thôi. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Đấy. Em mới hút có một tí thôi mà các bác xem cái lượng bụi ở bên trong nó khá là nhiều luôn. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đây, những cái bụi mịn nó bay vào này. Đấy, những cái bụi mịn này mới là quan trọng này. Bụi mịn này mới là khó xử lý này các bác này.
Đó, chứ còn những cái bụi bình thường thì mình quét đi được, những cái bụi mịn này phải hút thì nó mới hết được. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con robot hút bụi này, có đầu cáp sạc vào nhà các bác sạc cho em nhé. 120k lên cho em là robot hút bụi, giá rất hạt rẻ, chỉ có 120 cành thôi. 120.000 cho con robot hút bụi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nối, cút nối điện nhá. Đấy, 10.000 một cái và 75.000 cho một chục. Đấy, lên cho em là cút nối điện. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng cút nối siêu tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là cho cái dây điện vào đây, cho dây điện vào đây, luồn dây điện vào đây. Đấy, mở cái này lên, luồn dây điện và sau đó các bác ấn nó xuống này. Đấy, rất chặt luôn nhá. Lên cho em là cút nối điện 10.000 một chiếc, 75.000 một chục nhá. 75.000 một chục cho cút nối điện như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tô mì nhá. Đấy, tô mì. Đấy, bát pha mì này. Đấy, tô pha mì. Đây các bác, đậy nắp vào cho em. Con này dùng để pha mì rất là tiện, dung tích của nó thì vào khoảng là nửa lít gì đó. Các bác dùng để pha mì rất là tiện luôn, 50k. 50k cho cái tô pha mì như này. Tiếp theo thì em lên thắc mắc cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Cuckoo nhá. Con này thì nó sử dụng điện 220V, công suất là 1.500W và 2,5 lít, rất là ngon lành luôn. Bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong thì bằng inox, đun nấu cực kỳ là ngon luôn. 130 cành. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 một cái và 3 cái là 20.000. Con này thì hàng siêu bám luôn, siêu bám dính luôn nhá, siêu bám dính luôn. Đấy, trọng lượng của nó lên tới 15 kg này, 15 kg. Tha hồ thoải mái, các bác cứ dán lên tường mình treo thoải mái luôn, 15 kg. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cân 10 này, 120.000 cho con cân 10 như này. Con này thì nó sẽ là cân được 10 cân, cũng lắp pin nhá. Con này thì rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, lắp pin các bác nhá, lắp pin. Và con này nó cũng có tính năng trừ bì luôn. Có tính năng trừ bì, các bác có thể đặt đĩa lên nó trừ bì cho các bác luôn. Đấy, có tính năng trừ bì luôn. Con này sẽ là 120.000. Lên cho em là cân 10 nhá. Đấy, con vừa nãy là cân 5, con này cân 10, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu vòng nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là cái vòng đây. Cái vòng vòng này là vòng vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một con vòng trầm gỗ như này, giúp cho bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng đeo cổ hoặc là đeo tay đều được nhá. Vòng trầm gỗ một vòng như này là 40.000. Tiếp theo thì vòng trầm gỗ này là 50.000 các bác nhá. 50.000 cái vòng trầm gỗ như này. Còn cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp thì con này nó sẽ là bằng nam châm từ trường và titanium nhá, titanium. Đó, và con này thì sẽ là 40.000. Đây, có các hạt nam châm từ trường như này, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, nó sẽ có các nam châm từ trường như này. Con này thì sẽ là 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng. Vòng vàng điều hòa huyết áp, con này sẽ là 40.000, vòng trầm gỗ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá. Một cái đèn đựng trong hộp như này, có cho các bác là cả đèn cả bật lửa luôn. Đấy, cáp sạc đây. Và con này thì vừa đèn sáng vừa bật lửa, quay đeo quay sách đàng hoàng. Đây. Đấy, đây các bác này. Đó, đây. Đèn sáng các bác nhá. Đó, đèn rất là sáng luôn này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này, sáng vàng này, sáng đỏ này, nhấp nháy cảnh báo này. Và có cả bật lửa luôn các bác, mở cái này ra này. Giữ lì cái phần hình thuốc lá này là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, và các bác nhấn này nó sẽ tắt này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho con một con đèn hộp nhôm như này. Lên trên là đèn hộp nhôm nhá, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ví. Đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng này. Con này là bên em lên nó là ví hồng 50.000 cho cái ví hồng như này. Đấy. 50k cho mấy em ví hồng như này nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu mài móng tay này, rồi là các cái chi tiết đi kèm đây. Đấy. Ba cái bấm móng nhá, 1 2 3, kéo cắt, kéo tỉa đàng hoàng. Bộ này sẽ là bộ ví hồng này thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cái bộ ví hồng như này. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu ví ví xanh này. Đấy, ví xanh là 100.000. Con này thì hàng đa di năng hơn. Đấy, nhiều hơn, chi tiết nhiều, chi tiết hơn, to hơn. Đấy, đây. Con này các bác lên cho em là ví xanh nhá. Ví xanh. Đây. Đấy, nó sẽ có tới cho các bác là 1 2 3 4 cái bấm móng này, kéo cắt này, rồi mài gót chân trước đàng hoàng. Con này thì rất nhiều chi tiết đi kèm. Con ví xanh này sẽ là 100.000, 100.000 cho con ví xanh như này. Đây, các chi tiết đi kèm khá nhiều luôn. Ví xanh 100. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái này nó sẽ là 60.000. 60.000. Cái này thì nó sẽ là một cái bộ bộ móng 5 chi tiết như này, 1 2 3 4 5.
lên cho em là bộ móng 5 chi tiết nhá. Ở đây thì các bác lắc ra như này để mình sử dụng này. Đấy, nó sẽ có cái mài này, một cái lấy dây tai này và ba cái bấm móng. 60.000 nhá. Lên cho em là bộ móng 5 chi tiết, 1 2 3 4 5, 5 chi tiết nhá. Đấy, giá sẽ là 60.000 cái bộ móng 5 chi tiết như này. Cái này thì nó sẽ có cái công dụng riêng của nó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì siêu khỏe luôn. 260.000 bao ship đến tận nhà. Con này thì chạy bằng điện, siêu khỏe luôn nhá. Khỏe lắm. Con này thì các bác dùng để mình hút thổi bụi, sân sướng các thứ. Rất là ok luôn, cả hút cả thổi luôn. 260.000 cho con hút thổi bụi điện như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn đèn bắt muỗi đen nhá. Con này thì dùng để bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em, cắm trực tiếp điện 220 vào đây. Đấy, và nó có cái ánh đèn hồng ngoại bật công tắc lên, con muỗi nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh đèn hồng ngoại, nó bay và nó sẽ chết. 120.000 đèn bắt muỗi đen nhá. Đây, đấy, nó bay và nó chết luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Con này thì khá là nhiều chức năng luôn nhá. Đấy. Khá là nhiều chức năng luôn, xem giờ rồi các bác có thể là đo nhịp tim, đo huyết áp, khá nhiều chức năng luôn. Đấy, đồng hồ T8 có đốc sạc đi kèm. Chất của nó là thân của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đây là cái phần đuôi sạc đây. Về nhà các bác bật nguồn này lên cho em này. Đó. Hàng này thì vận chuyển từ nước ngoài về, để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Các chức năng của một con đồng hồ như này. Đây, đầy đủ các cái chức năng của nó này. Về nhà các bác có thể kết nối đo nhịp tim, đo huyết áp, các kiểu con là điều luôn. Đây, nó sẽ hiện lên như này nhá. Giá sẽ là 170.000 đồng hồ T8 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Đây, đây nó sẽ là một con đèn thần tài như này. 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Đó, 60.000 thôi. Con này thì khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lật ngược lên cho em, đậy nắp vào này. Đấy, có công tắc, bật công tắc lên đó nhá. Vỗ nhẹ nó sẽ lên, vỗ nhẹ nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi này. Đó. Một là vỗ, hai là thổi, tùy theo nhá. Có thể vỗ hoặc thổi, các bác lưu ý cho em. Hoặc chạm này nó sẽ lên này. Đấy, rất đơn giản thôi. Hoặc các bác có thể thổi cũng được. Đó. Và tắt cái công tắc này đi nhá. Đấy. Giá sẽ là 60.000 cho con đèn thần tài như này. 60.000 cho một em đèn thần tài nhá, 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt xoang mũi nhá. 35.000 một lọ và 3 lọ sẽ là 100.000 xịt xoang mũi. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi rồi các bệnh về mũi, xịt con này cho em rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy. Con này. Đó, nó sẽ là dạng xương mảnh như này, giúp cho các bác xịt. Các bác xịt trực tiếp vào xoang mũi cho em, rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Lên cho em là xịt xoang mũi, giá sẽ là 30.000 cho một lọ nhá. Đấy, xịt xoang mũi. À 35.000, 3 lọ 100. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút bụi đây. Đấy, hút bụi chạy bằng pin. Con này thì cả hút cả thổi luôn, hút thổi bụi chạy bằng pin. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, rất khỏe luôn. Các bác thấy không? Rất khỏe luôn nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Đấy. Rất khỏe luôn. Hàng của Tamasio. Đấy, Tamasio made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, có đầu hút, đầu thổi, đầu bông, đầu viếc, cáp sạc đầy đủ luôn. 170.000 cho con hút thổi bụi chạy bằng pin như này, hút thổi bụi pin 170.000. Ngoài ra thì các bác lên cho em là hút thổi bụi đại nhá. Con này là 450.000. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện và siêu khỏe luôn. Con này nó chạy bằng điện và rất là khỏe nhá. Đấy, các cái chi tiết đi kèm của nó này, các bác có thể lắp đặt vào như này. Con này là hàng đại nhá, 450.000. Chạy bằng điện siêu khỏe luôn. Đấy. 450.000 cho cái combo như này. Đây, cái đầu hút to của nó này. Đấy. Thân máy cái thứ này. Con này là cắm pin nhá. À, cắm điện nhá, cắm điện. Siêu khỏe luôn các bạn. Đấy, rất là nhiều chi tiết đi kèm. Con này thì lực hút của nó thì khủng khiếp rồi. Đấy, tôi lên tới 1000W nhá, 1000W. Đấy, rất nặng luôn. Đó. Dùng các bác có thể nối dài và để mình hút bụi biếc. Nói chung là con này thì hàng chấm hết rồi. Con này thì các bác yên tâm sử dụng thôi. 450.000. Có thể để trên xe ô tô này, hoặc các bác có thể dùng trực tiếp này. Đấy, 450.000 cho con hút thổi bụi như này. Đây. Đấy, rất tiện luôn nhá, kết nối vào. Đấy. Cả hút cả thổi luôn. Con này các bác có thể dùng để mình bơm phao này. Đấy, bơm phao, bơm bóng đều được nhá. Đây nó bơm phao này các bác này. Đấy, rất đa di năng luôn. Hút thổi bụi nhá, 450.000 chạy bằng pin. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kẹo chuột nhá. 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đây. 80g. Cái này siêu nhạy luôn. Rất thu hút chuột nhá. Màu hồng này thu hút chuột luôn, kéo cả đàn đến ăn chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái gói kẹo chuột này thôi, 30.000 nhá. Tiếp theo thì cái đế nóng này, 130.000 cái đế nóng như này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình
đun nấu hoặc giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đây, nó sẽ làm cái đế như này. Đấy, đế bằng ga, cắm điện trực tiếp điện 220 và có điều chỉnh nhá, có điều chỉnh như này. Đó, 130.000 thì cái đế nóng này, rất là tiện luôn. Pha trà, pha chiếc các thứ rất là tiện nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vít xanh nhá. 40.000 thì cái bộ vít xanh như này. Đấy, đây nó sẽ là đầu nối dài này và 30 đầu vít đi kèm như này. Đấy, rất tiện, các bác có thể dùng thì mình sửa chữa đồ và lặt vặt linh tinh, 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái Phương ơi. Nó sẽ là một cái đây, một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là hai món như này. 100.000. Phương ơi. Dạ. Cái này tên nó là cái gì đi? Ca lọc dầu. Ca lọc dầu à? Đây nó sẽ là cái ca lọc dầu như này nhá. Các bác có thể lắp cái này vào cho em này, 100.000. Ngoài lọc dầu thì các bác có thể dùng để mình chiên khoai tây rồi ca chiên dầu nhá. Lên cho em là chiên. Hả? Chiên là cho đồ mình chiên ấy. Cái gì tắt hai quả bóng đi, cái tên nó là gì? Ca chiên dầu các bác nhá. Đấy, các bác có thể đun bếp ga, bếp từ thoải mái luôn. Đặt lên. Đấy, mình có thể chiên, rán, xào, nấu đều được hết. Sau đó thì ví dụ khoai tây cái thứ hoặc là các cái đồ chiên mình bỏ vào đây chiên xong thì mình bê ra, rất là tiện nhá. Lên cho em là ca chiên dầu. Giá sẽ là 100.000 cho cái bộ ca chiên dầu này thôi. 100 cành nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái sản phẩm, đó là một cái thùng gạo nhá. 180.000 trong cái thùng đựng gạo như này. 180k trong cái thùng đựng gạo. Hàng của Việt Nhật nhá, hàng của Việt Nhật đây. Đấy, Hikori. Con này thì đựng được một yến gạo này. Các bác cứ đổ gạo vào đây cho em xong, đổ gạo đậy nắp vào. Đấy, đựng được một yến gạo. Đây, có cả cái ca này luôn, cái ca này các bác vừa để vo gạo được luôn nhá. Ca này dùng để vo gạo được luôn. Đựng được một yến gạo. Bác cho vào nhấn đây cho em. Nhấn đây là nó sẽ gạo nó sẽ rơi xuống này. Đây, nhấn vào đây là gạo nó rơi xuống rất là tiện luôn. Đó. Thì các bác cứ đổ tràn lên đây thì cái đáy nó sẽ ăn trước bởi gạo cũ ăn trước, các bác dùng nó rất là tiện. 180.000 cho cái thùng gạo như này. Lên cho em là thùng gạo 180.000 rồi, ok. Chào các bác, hôm nay em thanh lý cái đôi giày sục của nữ nhá. Nó rất là đẹp luôn. Cỡ 40. Bác nào nữ đi vừa cái giày sục 40 này thì em thanh lý cho các bác với giá 100.000 thôi. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. 100% da bò tự nhiên. Đế cao su, cực kỳ mềm mại và êm luôn. Đó. Hàng rất là đẹp này. Savato. Giá thanh lý 100.000, 100.000 cho cái đôi giày nữ như này. Tiếp theo là cái Thunder Zandu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là máy cạo râu, máy cạo râu Zandu. Con này thanh lý cho các bác với giá là 30.000. Hàng vẫn dùng ngon lành đó nhá. Đó. Hàng vẫn dùng ngon lành, thanh lý 30.000 nhá. Đấy, 30.000. Ở đây thì nó sẽ có cáp sạc này. Đấy, chân cắm sạc này luôn và nó sẽ có cả một cái đầu Thunder đây. Thunder để các bác Thunder cạo những cái râu dài này. 30.000 cho cái máy cạo râu này nhá. Còn giá hàng xịn thì sẽ là 90.000, còn hàng này hàng thanh lý, giá của nó sẽ là 30.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đọc sách này. Đây. Đấy, con này đọc đèn đọc sách có 3 chế độ. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá. Đó. Thì con này các bác có thể kẹp trực tiếp vào quyển sách này để mình đọc này. Đó, và nó có thể ngoắt nghéo được như này. Bác nào cần trợ sáng để đọc sách, hàng của hãng cực kỳ chất lượng luôn. Thanh lý cho bác với giá đó là 100.000 cho con đèn đọc sách như này. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Đấy, nó có pin tích cắm sạc. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình cho các công việc đều được hết nhé. Nói chung là có ánh sáng để cho các bác sử dụng. Đó, về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Tiếp theo là đến cái xích chó này. Xích chó thì em còn hai cái nữa. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 15.000 cho một chiếc xích chó như này thôi. 15k một chiếc nhé. Giá thanh lý nốt 15.000 một chiếc. Chất liệu bằng inox 304. Sáng bóng đẹp, 15.000 một chiếc. Tiếp theo thì nó sẽ là cái một cái mẫu cà lê như này các bác này. Một cái mẫu cà lê như này, đầu của nó là 3 đến 8 và đầu của nó là 8 đến 17, tức là đa chức năng luôn. Đấy, cà lê đa năng như này nhá. Thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000. 20.000 cho một con cà lê đa năng như này. Lên cho em là cà lê đa năng 20.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái chân cắm sạc đây. Thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 cho một cái chân sạc như này. 10.000 một cái chân sạc này các bác nhá. 10.000 cho một cái củ sạc như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mã còi cứu hộ. Bao nhiêu nhỉ? 25.000 cho mấy cái còi cứu hộ như này nhá. Con này thì thứ nhất là còi này, la bàn này, cập nhật cả nhiệt độ luôn nhá. Có cả còi, cả la bàn, cả cập nhật nhiệt độ luôn.
Đó, còi cứu hộ như này nhá, có quay đeo. Lên xem là còi cứu lộ cứu hộ 25.000 các bác nhá. 25.000 là cái còi cứu hộ như này. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Kéo thì em sẽ có cho các bác là kéo cắt gà của Đức. Đây, con này hàng của Đức này. Con hàng của Đức này thì sẽ là 90.000. Con hàng của Nhật này thì giá của nó sẽ là 120.000, 120.000. Đấy. Con của Nhật này thì nó to, dày dẫn chắc chắn hơn, còn độ sắc thì như nhau thôi. Đó. Con này thì sẽ là 120 nhá và con này là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì kéo bếp thì sẽ có cho các bác cái kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng này thì sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một chiếc và các bác mua combo thì 100.000 bốn chiếc nhá, 100.000 bốn chiếc. Đấy, 100k sẽ là bằng 4 cái luôn, 4 cái. Còn 30k trên một cái nhá. 30.000 một cái, 100.000 bốn cái kéo bếp vàng hàng của Nhật đây. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một con kéo khui bia nhá. Cầm cho anh hai cái mấy cái kéo thanh lý này. Kéo khui bia như này. Đó, ở đây thì nó sẽ có cái kéo 10.000 đấy. Có cái phần này khui bia này, phần khuyết để các bác cắt gà cắt cá này, có kẹp cua ghẹ mở nắp chai này, có cả đánh vảy cá này. Con này cực kỳ là đa năng luôn. Lên cho em là kéo khui bia hàng của Nhật, con này thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá sẽ là 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị dán các nhá. Đấy, ở đây thì một vỉ này của nó sẽ là 6 viên và một túi này là 12 viên chuyên trị các loại dán này. Đấy. Nốt kéo thì nó sẽ là đây, con kéo này thì sẽ là 10.000. Đấy, 10.000. Đấy, con này sẽ là 10.000 nhá. Tên của nó là cái gì? Kéo 15. Con này thì dài là 15 cm nhá. Các bác lên cho em là kéo 15 nhá. Kéo 15, con này là 10.000. Con này thì sẽ là kéo 21, con này thì nó sẽ là dài 21 cm. Hàng thì đều là hàng siêu bén hết rồi nhá, hàng siêu bén hết rồi. Đó, hàng bãi Nhật, con này thì sẽ là kéo 21 này, kéo 21 này thì sẽ là 15.000. Còn con kéo 15 này thì sẽ là 10.000 nhá, 10.000. Đó. Thì bên em đang có các loại kéo như vậy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc trị dán này. Đây. Đấy, thuốc trị dán này. Chuyên trị dán này, dán mẹ, dán con, dán tổ, các loại dán đều trị được hết nhá. Đấy. Thuốc lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán hàng nội địa của Nhật. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một hộp thuốc dán như này. 50k. Hàng made in Japan, hàng của Nhật nhá. Thuốc dán 50.000 này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái vỉ khăn rửa mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt. Một vỉ này của nó là 50.000 và 20.000 ba chiếc. 20.000 ba chiếc và 10 chiếc là 50.000 nhá. 10 chiếc là 50.000. Giá hợp lý cho bác luôn, khăn rửa mặt. Kích thước của nó sẽ là 30-50. Đó, chất liệu bằng bông tự nhiên. Đấy, một chiều 30. Một chiều 30 và một chiều 50 nhá. Một chiều 30 và một chiều 50. Đó, một chiều 30 một chiều 50 như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thấm hút nước tốt nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 một vỉ nhá. 50.000 một vỉ. 10 chiếc luôn, 50.000 vỉ 10 chiếc. Máy xay khô. Con này thì chuyên để các bác xay các cái loại hạt ngũ cốc. Xay khô nhá, không xay nước được đâu. Đấy, con này thì chuyên để xay khô thôi. Công suất của nó sẽ là, con này thì dung tích của nó thì nó vào khoảng 700ml nhá, 700ml. Đây. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, thân bằng inox 120.000. Đây. Công suất của nó là 250W, điện 220V, 50Hz. Các bác có thể xay các loại hạt đỗ, cà phê, ngũ cốc, các loại hạt đều ok hết. 120.000. Tăng đơ Philips 170.000. 170.000 cho con tăng đơ Philips này. Đó. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là combo một tăng đơ, một đốc sạc và bộ cữ như này. Có cả dầu tra rồi nhớ đàng hoàng. Máy chạy cực kỳ là ngon. Ngon đầm êm các bác nhá. Đó đây. Các bác bật công tăng lên là chạy thôi. Đó. Rất là ngon nhá. Hàng chống ăn da nhá. Chống ăn da các bác động và thoải mái luôn. Đấy. Về nhà thì các bác sạc pin vào cho em. Nó đang bị hết pin nhá. Sạc pin vào cho em là ok. Đó. Giá của nó sẽ là 170.000 cho con tăng đơ Philips này. Này, cầm cái này dán luôn đi. 170.000 các bác nhá. Tiếp theo thì sẽ là máy đuổi chuột nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. 35.000 nhá. 35.000 cho con máy đuổi chuột như này. Đấy, con này thì chuyên để đuổi chuột các bác nhá. Các bác cắm vào điện trực tiếp cho em, điện 220 cho em, chuyên đuổi chuột, đuổi côn trùng. 35.000. Tiếp theo thì sẽ là cái bộ gắp nóng nhá. Gắp nóng bát đĩa đấy. Cái này thì bên em bán nhiều rồi. 50.000 thì cái bộ gắp nóng bát đĩa như này. Đó, nó sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ có cái kẹp này để các bác kẹp bát, kẹp đĩa này. Đấy. Đây, những cái đĩa các bác kẹp này cho em này. Đó, kẹp bát, kẹp đĩa này và cái này là cái gắp này.
50.000 nhá. Các bác gắp vào cái bát cái đĩa này cho em. Đây, mô phỏng đây là cái đĩa các bác gắp vào này. Đấy, rất là ngon luôn, rất chắc chắn nhá. Kẹp bát, gắp bát đĩa. Các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 với cái bộ gắp bát đĩa như này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cả cái bộ để các bác để lót ở dưới bàn kính này và cái bộ lót quai song luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho bộ gắp bát đĩa này. Găng tay lao động này, một bịch này của nó là 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 một bịch, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 5 đôi. 5 đôi 40.000, 5 đôi 40.000, còn mua cả bịch 12 đôi 70.000. Giá hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì sẽ là cái tỉa lông mũi. Một con tỉa lông mũi bằng cơ như này nhá. Đấy, bằng cơ như này thôi, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 30 cành thôi. Con này rất đơn giản, các bác chỉ cần đưa vào là mình tỉa thôi. Đây, đấy, đưa vào mình tỉa này cho em. 30.000, giá rất hợp lý luôn. Con này thì nó sẽ là chống ăn nhá, chống bị ăn đứt mũi nhá. Đây, đấy, các bác chỉ cần sập vào cho em này là xong. 30.000, 30.000 cái tỉa lông mũi này thôi. Cây sâm thịt này, 25.000 cái cây sâm thịt như này. Đây, ở đây nó sẽ có cái đầu inox nhọn như này mà các bác sâm trực tiếp vào như này. Đấy, thì giúp cho các bác tẩm ướp gia vị rất là ngon luôn. Cây sâm thịt 30.000, 25.000 thôi, 25.000 cái cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng nhá. Cái này là cái gì? Cái đây là xịt giảm đau nhá. 150.000 cho cái lọ xịt giảm đau như này. Con này thì rất là nhạy luôn, độ nóng của nó rất là cao. Hàng nội địa của Nhật, 85ml nhá. Về nhà các bác đây, hình của nó như này các bác này. Đấy. Về nhà các bác cứ xịt trực tiếp vào các cái phần bị đau nhức mỏi cho em. Rất là tiện ích luôn, đặc biệt bác nào bị đau mỏi cổ vai gáy, đau thắt lưng thì dùng cái này rất là tiện luôn. 150.000. Nước hoa khách sạn 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Các bác có thể về để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác các cái bấc này, rồi là nơ này, một lọ nước hoa rất là xinh như này. Đó, dung tích của nó thì nó vào khoảng là đi đây, nó trong lòng bàn tay này các bác này. Đấy, 30.000 thôi. Rất là vừa xinh luôn. Các bác có thể dùng. Mùi thì rất là thơm. Nước hoa khách sạn 30.000 nhá. Tiếp theo thì em về được 3 loại mũ này. Cái này là bao nhiêu? Hai mẫu này thì các bác lên cho em là mũ xanh và mũ dàn di nhá. Đây, mũ này sẽ là mũ xanh này, mũ này mũ dàn di này là 65.000 một chiếc. 65.000 một chiếc. Còn ngoài ra thì có thêm con mũ đại bàng này sẽ là 90.000 cho con mũ đại bàng như này. Con này thì nó dày dẫn chắc chắn hơn thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho con mũ đại bàng như này. Còn con dàn di và con xanh này thì sẽ là 65.000. Đây. Đấy, con này sẽ là mũ xanh nhá, hàng của Mỹ này, USA Army này. Đấy, hàng quân đội Mỹ rất là ngon lành cho bác luôn. Thì con này nó sẽ là dàn di và màu xanh này sẽ là 65.000 nhá. Còn con đại bàng này sẽ là 90.000, hàng dày dẫn chắc chắn. Thắt lưng dù lỗ này, thắt lưng dù lỗ giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con thắt lưng dù lỗ như này. Đấy, 70.000. Giá là 70.000. Tiếp theo thì đến con thắt lưng thắt lưng dép nhá. Con thắt lưng dép này thì giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho con thắt lưng dép như này. Giá sẽ là 65.000. Thắt lưng dép con này thì giá sẽ là 65.000 nhá. Dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Thắt lưng dép 65.000, hàng của Mỹ này. 1961 luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là con thắt lưng đại bàng nhá. Con này thì giá sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. 90.000. Đó. Hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, USA này. Con này thì giá sẽ là 90.000. Hàng to đẹp, dày dẫn chắc chắn USA, thắt lưng đại bàng. Bác nào có tí tuổi là dùng rất là ok, rất dễ dùng nhá. Chỉ cần là đẩy vào này. Các bác đẩy vào cho em. Đó, đây, đẩy vào này, sập xuống là xong này. Rất đơn giản luôn. Chỉ cần đẩy vào sập xuống là xong, rất đơn giản nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. Thắt lưng dù lỗ này. Con này là bao nhiêu? Dù lỗ này, con dù lỗ là 70.000 này. Đấy, con đại bàng này là 90.000 này. Và con Z này sẽ là 65.000 này. Ngoài ra thì sẽ là con thắt lưng dù thường này. Đấy, con dù thường này thì hôm nay bên em sẽ thanh lý xả kho cho các bác. Giá chỉ còn là 35.000 thôi. 35.000 cho con thắt lưng dù thường như này các bác nhá. Đấy, giá thanh lý cho các bác luôn. 35.000 thanh lý lỗ cho bác luôn. Con này thì nó sập theo lẫy thôi. Đây, nó sẽ có cái lẫy ở cái dù này rồi.
Thắt lưng cũng khá là dài, rộng và đẹp này. Các bác chỉ cần là đẩy vào cho em này là xong này. Đấy. Đẩy vào này là xong. Còn nó sẽ ăn lẫy ở đây. Đấy, tức là từng mili một luôn, rất là tiện ích. Đó, các bác theo. Thích sập vào lỗ nào cũng được. Bác nào bụng to, bụng nhỏ, bụng kể cả bụng cỡ bụng 1m2, 1m3 cũng chơi được hết nhá. Đấy. Đấy, rất là dài luôn, thắt lưng dài to. Đấy, vòng bụng to cũng chơi được luôn. Con này thì lên cho em là thắt lưng dù thường nhá. Giá 35 nghìn, thanh lý 35 nghìn. Đó, 35 nghìn luôn. Tiếp theo thì sẽ là một cái sản phẩm, đó là cái táo táo đỏ của Nhật nhá. 70 nghìn cho một bịch táo đỏ như này. Hàng thì quả to đều đẹp nhá. Táo đỏ của Nhật 70 nghìn. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều luôn. Các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, sắc nước uống này, hoặc là ngâm rượu này. Đó. Tiếp theo thì sẽ là bộ ba hũ gia vị bằng nhựa, hàng của Hiwa, liên doanh Việt Nhật nhá. Giá sẽ là 60 nghìn cho cái bộ ba hũ gia vị như này. Có nắp các bác chỉ cần bật lên này là xong. Bộ ba hũ gia vị 60 nghìn. Tiếp theo thì sẽ là cái đuôi đuôi hai đầu nhá. Tức là về nhà các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi đèn cũ và xoáy cái bóng vào đây. Đó, nó sẽ là cảm biến. Có người đi đến thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt. Rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60 nghìn. Lên theo là đuôi hai đầu 60 nghìn. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn. Đây. Con này thì giá 40 nghìn thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn. Gần như giá thanh lý luôn. Có cáp sạc. Đấy. Đèn đeo đầu 5 bóng này. 1, 2, 3, 4, 5. Siêu sáng và siêu rẻ luôn. Đó. Đây. Rất sáng các bác nhá. Rất sáng luôn. Đó. Đèn đeo đầu 5 bóng. 40 cành. Đây. Có cho các bác là pin 16850 ở bên trong. Có công tắc này. Đấy. Tắt bật này. Và có cáp sạc dây đeo đầy đủ cho các bác luôn. 40 cành cho một con đèn đeo đầu 5 bóng như này. Xịt xoang. Chuyên xịt các bác bị viêm mũi, đau mũi, dị ứng mũi, các bác bị mũi lâu năm. 35.000 một lọ. Và mua 3 lọ là 100.000 nhá. Đấy, chuyên xịt xoang mũi. Đây, chuyên xịt xoang mũi cho bác luôn, 35.000 một lọ. 280.000 cho một cái hộp nhuộm tóc này. Đấy, hàng bằng thảo mộc nhá, hàng bằng thảo mộc made in Japan, hàng nội địa của Nhật. 280.000 cho một lọ thôi. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Ở đây thì sẽ là combo cho các bác đầy đủ luôn. Có đầu lược như này, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp lược vào xong và có cả cái bộ để cho các bác ủ yếc luôn. Đó, 280.000 nếu mà nam thì sẽ là được 5 7 đầu, còn nữ thì sẽ là được khoảng 3 4 đầu. Đó, nói chung là cũng khá là hợp lý rồi. Tính ra vào chỉ mất khoảng vài chục nghìn thôi. Vài chục nghìn thôi, rất hợp lý luôn các bác nhá. Khóa phanh đĩa các bác này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác lắp trực tiếp vào kia phanh đĩa cho em. Lắp trực tiếp vào phanh đĩa này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Nhỏ gọn bằng ngón chân cái thôi nhưng mà rất tiện ích này. Đó, đây các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đó. Khóa phanh đĩa nhá. Giá thì sẽ là 40 nghìn nhá. 40 nghìn cho cái khóa phanh đĩa như này. Con này thì tiện lắm. Các bác cứ để trực tiếp vào trong cúp xe hoặc trong túi áo, túi quần. Đấy, đi xe thì mình dừng xe cái mình khóa luôn vào cho em. Cực kỳ an toàn luôn. Trộm thì chỉ có khóc thét thôi nhá. Khóa phanh đĩa 40.000. Kìm vàng. Kìm vàng đa năng. Giá sẽ là 130.000 cho con kìm vàng đa năng như này. Đấy. Con này thì rất là ngon lành luôn. Đây. Hàng nội địa của Nhật nhá. Và con này thì nó sẽ là hàng xuất Mỹ đây, USA các bác này. Đấy, USA. Đó. Ở đây thì nó sẽ là tuốt dây này, bấm cốt này, cắt dây, xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn. Rất là mềm mượt luôn. Dài khoảng 20 cm. Đó. Giá thì sẽ là 130.000. Lên cho em là kìm vàng đa năng 130.000. 190.000 cho con máy vắt cam này. Đấy, con máy vắt cam. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện. Có chế độ đảo chiều, đảo trước, đảo hoàng nha. Các bác nhấp bỏ thì nó sẽ giúp cho các bác là đảo chiều rất là tiện luôn. 190.000 cho một con máy vắt cam như này các bác này. Cắm trực tiếp điện 120, công suất của nó điện 220. Đây. Công suất của nó là 45W, 700ml, có đảo chiều. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 thì em là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy, cắm trực tiếp. Các bác nhấp như này, nhấp nhả thì nó sẽ đảo chiều. Đó. Và nó sẽ lọc cam ở trên này và nước xuống đây. Đó, rất là tiện nhá. Các bác chỉ cần lắp nhẹ này là ra này. Đó, đây là cái thân máy của nó này. Thân máy nhá, hàng cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Hàng của Nhật thì các bác biết rồi. Con này dùng rất là ngon. Các bác dùng để vắt cam. Rất là tiện, vắt cam uống tiện lắm. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy vắt cam như này nhá. 190 cành. Máy vắt cam 190.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem. Bộ này của nó thì sẽ là vào khoảng là từ 30 đến 35 lưỡi. Nhưng mà em cứ áng chừng là khoảng 30 lưỡi. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một 30 lưỡi, một hộp kem, một cái bàn cạo như này. Lưỡi của nó là lưỡi kép, giá là 55.000. 55.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. 55k cho một cái bộ lưỡi kem như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý rồi. Lên cho là bộ lưỡi kem 55.000, 30 lưỡi các bác dùng quanh năm cho em. Đó, cứ mua 55.000 dùng một năm, rất tiện ích luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các số hotline của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trung đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác 3 mẫu đồng hồ nhá. Rolex thì sẽ có là Rolex mặt vàng, Rolex mặt đen và một mẫu đồng hồ cái này là cái gì? Orin à? Mẫu đồng hồ SK nhá. Đấy, SK. Thì con SK này giá của nó sẽ là bao nhiêu? SK này là 260 nhá, còn Rolex thì của nó sẽ là 300 tròn. Rolex là 300 tròn nhá. Rolex thì bên em có hai mẫu là mẫu mặt vàng thì to hơn một chút và mẫu mặt đen này. Đó, đây là hai mẫu Rolex này. Rolex thì đều là 300 nhá. Thì các bác lên cho em là Rolex mặt vàng hoặc Rolex mặt đen. Đấy, còn đây nó sẽ là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK này. Con SK này thì cũng rất là đẹp luôn. SK Orin nhá, SK Orin. Mặt đỏ rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Thì có 3 mẫu như này nhá. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đeo vào thì lên form lên dáng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ Rolex này. Đấy, Rolex cực đẹp luôn. Đấy, Rolex này. Tiếp theo là đến con Rolex mặt đen này. Đó, thấy không? Rolex mặt đen. Và con SK. Đấy, SK 260, Rolex 300. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu thắt lưng nhá. Đấy. Thắt lưng. Cái này thì nó sẽ là dòng thắt lưng thanh lý này. Đấy, thắt lưng thanh lý. Cái này là bao nhiêu? Mẫu thắt lưng da bò nhá, hàng da bò thanh lý. Đấy. Hàng các bác lên cho em là chất liệu của nó thì bằng da bò và tên thì nó sẽ là thắt lưng thanh lý nhá. Giá của nó sẽ là 65.000 một chiếc này. 65.000 một chiếc. Còn lại là cái ví này thì cũng là ví da bò luôn, giá là 40.000 à. Ví này thì sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Còn bác nào mua combo thì sẽ là 100.000 cho hai món như này. 100.000 cho cả ví và thắt lưng luôn nhá. 100.000 cho cả ví và thắt lưng thanh lý nhá. Lên cho em là ví thắt lưng thanh lý, chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên và giá thì sẽ là 100.000 cho một đôi như này, bao gồm cả thắt lưng cả ví này. Ngoài ra thì bên shop có cái thắt lưng da bò hàng cao cấp. Đấy, da bò hàng cao cấp thì con này giá của nó sẽ là 190 nhá. Còn ví của nó thì sẽ là 120. Thì nó sẽ có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, tiền nào thì của đấy thôi. Đấy, một dòng thì 190 một chiếc mà một dòng thì 190 cả đôi thì nó sẽ khác nhá. À 190 một chiếc còn một dòng thì 100 cả đôi thì nó sẽ lại khác các bác nhá. Thì các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, đây nó sẽ là dòng mặt trắng gương đẹp như này, mặt trắng gương rất là đẹp luôn nhá. Mặt trắng gương rất là đẹp. Con này thì sẽ là 190.000 một chiếc nhá. 190.000 một chiếc. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA này, made in USA nhá. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ nhá. Lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ, made in USA. Con thắt lưng này thì sẽ là 190.000 mà con ví này là 120 nhá. Con ví này là 120. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt RP7 này, xịt RP7. Con này thì giá của nó sẽ là lên cho em là xịt RP7 nhá. Đấy, con này thì chuyên chống căng luôn. Chuyên chống gọi là bị ăn mòn này, gì sét này, nói chung là đa di năng luôn, cửa kêu cọt kẹt này, rồi ốc tiếc các bác bị khó này, ổ khóa với các bác xịt vào cho em. 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng xếp nhá. Đây. Võng xếp này. Đấy, con này thì khá là rộng luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, võng xếp này rất là rộng luôn. Chiều dài của nó thì chiều rộng của nó thì khoảng 1 mét. Còn chiều dài của nó thì nó vào khoảng là trên 2 mét. Và cái phần ngang này của nó thì nguyên cái phần ngang đai này của nó thì vào khoảng là 70 nhá, 70. Tiếp theo thì em con này võng xếp. Rồi kia đi. Con võng xếp này thì sẽ là 120.000 thôi. 120.000 cho một con võng xếp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, có cả dây cho các bác này, có dây, có túi đựng này.
Đấy, và đây nó sẽ là con này thì cả đai của nó thì chiều dài của nó cũng vào khoảng là đi 2 mét và nguyên cái phần võng này khoảng 1,8 m này. Đấy, các bác nằm cũng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 90.000 thôi. 90.000 cho cái võng dù quân đội như này. Lên trên là võng dù quân đội, giá sẽ là 90k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, bỏ cái này lên luôn. Đó là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đấy, hai chịu tới 200 độ C này. Đó, 40.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia đũa inox nhá. Đũa inox của Đức 55.000 cho một vỉ như này. Hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 như này. Inox 304 hàng thương hiệu Winling của Đức, 55.000 một vỉ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa sứ nhá. Đũa sứ sẽ là 50.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm 5 đôi. Đũa inox 5 đôi, đũa sứ 5 đôi, còn đũa sợi thủy tinh thì sẽ là 10 đôi. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì bằng sứ nhá. Các bác dùng thì bám dính tốt này. Đấy, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập này. Dùng thì cực kỳ sạch sẽ, an toàn, rửa nhanh khô nhá. Lên cho em là đũa sứ. Giá một vỉ đũa sứ như này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ là khò ga trắng như này, khò ga trắng là 50.000, còn khò ga đại hàng của Nhật này, made in Japan này. Đó, hàng của Nhật. Con này thì sẽ là 100.000 nhá, Kabushi Japan đây. Đó, con này thì sẽ là 100.000, còn con này là 50.000. Tất cả đều có điều chỉnh nhiệt độ nhá, có điều chỉnh nhiệt độ hết. Đấy, khò ga trắng 50.000, khò ga đại 100.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá. Tăm nước đây. Đấy, nó sẽ có 4 đầu nước như này, 1 2 3 4 đầu nước này. Vệ sinh răng, vệ sinh lưỡi, vệ sinh khé các kiểu con là điều luôn. Đấy, giá sẽ là 160.000 cho cái tăm nước như này nhá. 160k. Đấy, nó bơm cực kỳ là khỏe luôn và nó xối vào trong các cái kẽ răng, làm sạch răng lợi rất là tốt luôn. Đấy, đây của nó thì sẽ có cáp sạc 4 đầu. Đấy, tăm nước 160.000 dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, công tắc đây các bác bật lên cho em. Đấy, nó sẽ hút nước này và có cho các bác là 4 chế độ luôn. Đó, 4 chế độ luôn nhá. Tăm nước 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia cá sấu vàng nhá. Cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai đầu như này. Hai đầu và một dây thắt lưng nhá. Đây. Hai đầu thay rất là đẹp luôn. 160.000 nhá. 160.000 cho 150.000 thôi, 150.000. Nguyên hai cái đầu thay của nó đã là hàm hố rồi. Và đây là hộp đựng này. Hộp đựng và dây của nó luôn. Đây, dây của nó thì chất da rất là mềm luôn nhá. Đấy, chất da mềm mịn dùng rất là thích luôn. Hai đầu dây để các bác có thể thay tháo này. Hai đầu dây luôn, rất đẹp các bác này. Đó. Giá thì sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là cá sấu hộp 150k. Hàng đựng trong hộp như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia súng thư giãn 170.000 nhá. Bao gồm cho các bác là một súng như này và có kèm cho các bác là đi 4 đầu massage luôn. Đây. Con này thì dùng rất là thích này. Các bác nhấn lì cho em là máy sẽ chạy này, con này. Dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Nó sẽ có cho các bác là 5 cấp độ rung nhá, 6 cấp độ rung luôn. Đấy. Các bác xem đánh vào các bác tay này. Đấy, các bác đau mỏi vai gáy, đau cổ này. Đấy, các bác đau chỗ nào các bác dùng cho em. Đó. Nó sẽ có cho các bác là các cái đầu massage như này nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, có cáp sạc đi kèm này, 4 đầu massage nhá. Lên cho em là súng thư giãn, chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia vắt cam bằng tay nhá. Vắt cam bằng tay 50.000. Các bác dùng để mình vắt cam nó rất là tiện, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Chỉ cần đặt ngược cái này, đấy, nó sẽ có khóa cái này rồi. Các bác giữ qua này, sau đó thì mình vắt này. Vắt xong thì mình uống trực tiếp hoặc rót ra cốc này. Rất là sạch sẽ luôn nhá. Vắt cam bằng tay, giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho cái vắt cam bằng tay như này nhá. Lên cho em là vắt cam bằng tay 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia khăn tắm nhá, khăn tắm Hàn Quốc này. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc 40.000 chiếc như này. Đấy, rất là to luôn. 70 1m2 nhá. Đấy, 70 1m2. Đó, 70 1m2 luôn. Đấy, 70 1m2 hoặc 1m4 gì đấy, nói chung là rất là to. Các bác chùm cho người thoải mái luôn. Đó, mỗi khăn tắm như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có 40 cành thôi. 40 cành cho một con khăn tắm như này nhá. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. 40k. Các bác lên cho em là khăn tắm nhá, giá sẽ là 40.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng cập nhật của bên em, các số hotline các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao hàng thương hiệu Winling của Đức nhé. Đó, thương hiệu Winling hai hình người của Đức. Bộ này thì trước bên em bán là 900.000. Lần này thì sẽ thanh lý cho các bác cái giá tốt, chỉ còn là 750.000 thôi. 750k nhá. Các bác lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000. Bên em bao ship đến tận nhà.
khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện, sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ và một cái bộ dao như này đó. Lên tem là bộ dao Đức 750.000 nhá, 750k, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái và thanh toán giúp cho em. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái hộp đựng bằng inox 304 nhá, hộp đựng bằng inox 304 đây, rất sáng bóng đẹp nhá. Đấy, đây hộp đựng của nó này. Đấy, hộp đựng của nó đây, inox 304 rất là dày luôn, rất là dày, dày dẫn sáng bóng đẹp nhá, đít có thoát nước nhá. Đó, đít nước có thoát nước luôn. Tiếp theo là sẽ là bộ dao này. Bộ dao thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy. Hàng thương hiệu Nguyên Linh, hai hình người của Đức nhá. Đó, tem mác các thứ đàng hoàng. Thứ nhất là nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà này, rất là ngon luôn, kéo cắt gà rất ngon các bác nhá. Đó, kéo cắt gà này. Đấy, dắt vào đây cho em. Tiếp theo là nó sẽ là một cái liếc này. Một cái liếc nhá, một cái liếc này. Đó, một cái liếc cũng rất là ngon luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là dao này. Dao thì đầu tiên nó sẽ là một con dao con này. Đấy, một dao con như này. Đây, một dao con như này. Hàng thì đều là hàng rất bén luôn nhá, dọc dây bóng thoải mái luôn. Đó, các bác theo. Đó. Dọc dây bóng thoải mái luôn. Các loại giấy luôn các bác này. Đó, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái này. Đấy, con dao gọt nha, dài khoảng 20 cm nhá. Con dao thái này, đây. Dọc giấy bóng cho bác xem này, dao siêu bén luôn. Đó. Các loại giấy luôn nhá. Này, đấy, có theo. Đây. Rất là ngon luôn, con này cũng siêu bén luôn. Rất sắc các bác nhá. Đó. Có đánh nhám chống dính này, Nguyên Linh hay người của Đức này, made in Germany nhá. Đó, đây. Nguyên Linh hay người của Đức luôn. Đó. Giá thì sẽ là 750.000. Đấy, tiếp theo thì sẽ là hai con dao nữa. Hai con dao này thì cân nặng của nó tương đối là bằng nhau. Đấy, bằng nhau. Nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đấy, 3 đến 4 lạng các bác có thể dùng để thái băm chặt đều được hết nhá. Hai con này thì nó chỉ khác nhau về khổ thôi. Khổ của dao thôi. Đấy, còn là kích thước thì nó tương đối như nhau. Đó, đây. Một con thì nó sẽ là mỏng hơn thì dày hơn, một con bản to hơn thì sẽ là rộng hơn nhá. Đó, đây. Đó, thì combo như này. Combo như này bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và cả cái giá đỡ là 7 món nhá. Bộ dao Đức 7 món như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 750.000 nhá. 750k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao Đức 7 món nhá. Đó. Lên cho em là dao Đức này. Đó, dao Đức 7 món, giá sẽ là 750k. Bao ship tận nhà, nguyên tiền ship mất 50.000 rồi. Tính ra bộ dao này giá chỉ còn cho các bác là 700.000 thôi. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Một liếc này. Đấy. Một liếc một kéo này, một liếc một kéo này, ok chưa? Tiếp theo là hai con dao này. Hai dao thì một dao gọt, một dao thái này, một dao gọt một dao thái. Dao gọt dài khoảng 20 cm, dao thái thì dài khoảng là gần 30 cm nhá. Tiếp theo là đến hai con dao chặt này. Hai con dao chặt thì nó sẽ là một con dài một con nhỡ như này, một con dài một con nhỡ như này. Đấy, một con to một con nhỏ. Cân nặng thì na ná như nhau thôi. Đó, nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đó, combo cho các bác luôn, giá sẽ là 750.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao chuyên thái nhá, bộ dao chuyên thái. Các bác lên cho em là dao chuyên thái, giá sẽ là 150.000. Đó. Bộ dao chuyên thái nhá, bộ dao này. Chuyên thái, bộ dao chuyên thái giá sẽ là 150k thôi, 150k, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Đó. 150.000 cho bộ dao chuyên thái hàng của Nhật như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái giá đỡ đây. Cái giá này thì nó sẽ là bằng nhựa thôi, giá bằng nhựa nhá. Đấy. Giá này bằng nhựa này. Giá đỡ này sẽ bằng nhựa cho các bác này. Đấy, giá đỡ bằng nhựa này. Tiếp theo là đến bộ dao đây. Đến bộ dao thì cũng là kết cấu nó cũng đựng trong hộp như cái bộ dao Đức thôi, nhưng mà bộ này thì nó mỏng chuyên để thái thôi. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo này, kéo rất là bén luôn nhá. Đấy. Có phần để các bác khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua ghẹ đầy đủ cho các bác này. Đó. Đầu tiên nó sẽ là kéo này. Đấy. Kéo này. Sau đó nó sẽ là đến liếc này. Đấy, đến liếc này. Đây, liếc của nó đây. Đó. Đến liếc này. Tiếp theo sẽ là đến dao này. Dao đây nhá. Bộ này thì dao của nó rất là mỏng thôi nhá. Các bác chỉ dùng để thái được thôi. Đây. Đấy. Asaka Japan này. Đó. Đây.
rất là ngon lành luôn. Tiếp theo là đến hai con dao nữa. Bộ này thì các bác dùng chuyên thái cho em nhá. Bộ này dùng chuyên để thái thôi, nhỏ gọn tinh tế, chuyên để thái là ok. Đó, đây. Đó, con này thì nặng khoảng 2 lạng. Đấy, băm nhẹ thôi chứ không thể chặt được đâu. Đó. Bộ dao 6 món chuyên thái. Đây. Bộ dao chuyên thái 150.000. Đó, bộ dao chuyên thái nhá. Đấy, dao chuyên thái. Cái này thì nó sẽ có 6 món nhá. Đấy. Bộ dao 6 món chuyên thái 150.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 con dao. Cái kéo là 4, cái liếc là 5 mà cái giá đỡ này là 6 nhá. Đấy, tổng là 6 món nhá. 6 món là tính kèm cả cái giá đỡ này nhá. Đấy, nhiều bác này về nhận hàng lại thắc mắc là sao có 5 thì không đúng. Tổng là 6 nhá. Giá đỡ là 1 này, kéo là 2, liếc là 3 và 3 con dao sẽ là 6 món chuyên thái cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop sẽ về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kéo nhá. Bộ kéo của shop này. Đấy. Bộ kéo của shop thì đầu tiên nó sẽ là con kéo khui bia này. Đấy. Con kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70.000 cho con kéo khui bia như này. Đấy, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, đầy đủ cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá, kéo khui bia 70.000 này. Tiếp theo là kéo gà thì nó sẽ là kéo gà Đức này. Kéo con gà của Đức, con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con kéo gà Đức nhá. Đây, con kéo gà Đức này, 90.000 này. Đó, con kéo gà Nhật này, 120.000 này, 120.000 cho con kéo gà Nhật này. Đấy, hai con này thì độ sắc bén như nhau nhưng con của Đức thì nó sẽ mỏng hơn và con của Nhật thì sẽ là to dày hơn. Đó, đây. To dày hơn thì giá nó sẽ khác nhau nhá. Con Đức này là 90.000, con Nhật này sẽ là 120k nhá. 120k cho con kéo Nhật này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo 21 này. Con này thì em lên là kéo 21 nhá. Đấy, giá thì sẽ là 15.000 cho con kéo 21 như này. Đấy, giá chỉ có 15k thôi, 15k cho con kéo 21 nhá. Đấy, lên cho em là kéo 21, giá sẽ là 15k. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo bếp vàng nhá. Đấy, con này thì sẽ là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. Đấy, kéo bếp vàng 30.000 một chiếc. Dòng này thì cũng rất là bén luôn, rất là bén luôn. Thép SK5 nhá, của Nhật này, Japan này. Đó, rất là bén luôn. Đó. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Rất chắc chắn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30.000 một cái và 100.000 cho 4 cái, 100.000 4 cái. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp thìa của Đức nhá. Một hộp này của nó sẽ là 5 chiếc. Giá sẽ là 60.000 cho 5 chiếc thìa như này. Tính ra vào chỉ có 12.000 một chiếc thôi. Inox 304. Rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn, sâu lòng. Các bác múc đồ ăn, cơm canh, cháo thoải mái luôn. Lên cho em là bộ thìa Đức nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 trong hộp thìa Đức như này. Tiếp theo thì nó sẽ là hộp đũa nhá. Hộp đũa này của nó thì sẽ là 5 chiếc, giá sẽ là 55.000, à 5 đôi, 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức đây, Su 304 này. Đó, Su 304 như này. Giá thì sẽ là 55.000 cho một hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, 5 đôi. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ bình, các bác lên cho em là bình 3 nhá. Bình 3 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Bao gồm cho các bác là một bình và ba cái cốc nhá. Đấy, một cái bình như này. Hàng rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đây, một cái bình như này nhá. Đấy, có nắp đậy này và có nắp giữ nhiệt luôn. Inox 304, đây, Su 304 các bác này. Dung tích của nó thì vào khoảng là nửa lít nhá, khoảng nửa lít. Nắp đậy này. Đấy, bật nắp ra để các bác rót này, rót xong các bác lại bấm vào này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và có cho các bác là ba cái ly như này. Ba cái ly như này để các bác rót ra uống luôn hoặc có khách khứa rất là tiện luôn. Đậy nắp này, có đậy nắp vào làm quai sách luôn. Đó. Lên cho em là bộ bình 3 nhá. Bình 3 80.000 cho cái bộ bình 3 như này. Giá sẽ là 80k cho cái bộ bình 3 này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao vàng này. Siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó. Dao vàng này con này rất là bén quá này. Đấy. Dọc giấy bóng thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Dọc giấy riết thoải mái luôn. Các bác dùng để gọt hoa quả này. 20.000 cho một con dao vàng như này. 20.000 cho một con dao vàng như này. Giá sẽ là 20.000 một con và giá thanh lý 50.000 ba con luôn. 20.000 trong con dao vàng như này thôi nhá. Dao vàng 20.000 một con. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ khay như này nhá. 25.000 một chiếc và 5 cái là 110.000 nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Cái này thì chiều rộng của nó vào khoảng là 25, chiều dài là 25, chiều rộng thì vào khoảng là 15. Đấy, các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Giá của nó thì sẽ là đi 25.000 một chiếc nhá, 25.000 một chiếc và 110.000 cho 5 chiếc.
110.000 cho 5 chiếc đây. Cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, lên cho em đó là cái gì? Khay cà phê. Khay cà phê nhá, khay cà phê. Giá sẽ là 25.000 một cái và 5 cái 101. Khá dày dẫn chắc chắn và khá đẹp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái đá Vĩnh Cửu nhá. Đá Vĩnh Cửu một khay này sẽ là cũng là hàng nguyên linh của Đức luôn. Một khay này của nó sẽ là 6 viên. Đấy, có 6 viên có giá gấp như này. Các bác cứ bỏ trực tiếp cái này vào cái ngăn đông tủ lạnh cho em, ngăn đông tủ lạnh nhá, ngăn đá. Bỏ trực tiếp vào ngăn đá xong là khi nào các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt thì mình lấy ra mình sử dụng cho em. Đó. Thì có cả cái gấp như này luôn, rất là tiện. Có cả cái gấp này luôn rất là tiện nhá. Mình gấp ra mình sử dụng. Giá sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái đá Vĩnh Cửu như này nha. Lên cho em đá Vĩnh Cửu 70.000. Tiếp theo thì các loại bút này. Thì bút của Thiên Long nhá. Bút này là hàng bút của Thiên Long. Đấy, nó sẽ là một hộp này thì sẽ là 50.000 cho một hộp như này. Đấy, 50.000 hộp 10 cái nhá. 50.000 hộp 10 cái nhá. Đấy. 50.000 hộp 10 cái và 3 cái sẽ là 20.000 nhá. 3 cái là 20.000. Đó. Có hai màu, có hai màu là màu xanh và màu đỏ. Đấy. Bút viết cực kỳ là ngon luôn. Đấy. 3 cái là bằng 20k nhá, 20k. Còn 10 cái là sẽ là bằng 50k, 50.000. Đó. 10 cái bằng 50.000. Đây. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Thiên Long, hàng của thương hiệu Thiên Long nhá. Rất đẹp luôn. Đó. Có màu đỏ, có màu đỏ màu xanh nhá, màu đỏ màu xanh cho các bác này. Đó. Màu này màu đỏ đây. Đấy, màu đỏ đây. Có màu đỏ màu xanh. Hàng là bút Thiên Long xịn anh em nhá. Bút Thiên Long xịn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bút bi nhá. Bút bi thì sẽ là một hộp này là 20 chiếc. Giá thì sẽ là 2.000 một cái à? 2.000 một cái và bên em bán là đi bán từ 5 cái trở lên. Bán từ 5 cái trở lên nhá. 2.000 một cái. Bán từ 5 cái trở lên. Một hộp này của nó sẽ là 20 cái thì nếu bác nào mua cả hộp thì sẽ là 35.000. 35k nhá. 35k trên một hộp. Trên một hộp 35k là 20 cái nhá. Còn mua lẻ thì bên em bán là từ 10 cái trở lên. 10 cái thì sẽ là 20.000 nhá. 10 cái là sẽ là bằng 10 cái là bằng 20k. Đấy, bán từ 10 cái trở lên nhá. Bán từ 10 cái trở lên. Đấy, thấp nhất là bán 5 cái. 5 cái sẽ là 10.000, 5 cái là 10.000. Còn lại là 10 cái là 20.000, còn mua cả hộp thì sẽ là 35.000 trên một hộp như này, là 20 chiếc, 20 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái sen cao su nhá. Cái này thì các bác dùng để làm sen tắm rất là tiện luôn. Đấy, có các cái đầu cao su như này và nước nó xả ra thì nó sẽ có hai chế độ như này này. Đấy, hai chế độ như này. Đấy, cho các bác luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cái đầu cao su như này, giúp cho các bác trà rửa rồi tắm mình vệ sinh luôn. Đấy, tắm mình kỳ cọ luôn rất là tiện đây. Đấy, cái đầu cao su như này. Tắm nó rất là mút. Đấy, các bác vệ sinh tắm rửa luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho cái sen cao su như này, dây rất là dài. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ tăng đơ 9D nhá. Bộ máy cạo râu 9D, máy cạo râu 9D. Đấy, thì sẽ là đa di năng cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy như này, có 3 lưỡi cạo nhá, một thân máy này. Có 3 đầu lưỡi như này nhá, 3 đầu lưỡi cạo như này. Kèm cho các bác là một đầu tỉa lông mũi, một đầu tăng đơ. Đó. Đấy, các bác thấy không? Em đưa vào cạo râu này. Đấy, vừa lướt qua cái đã có luôn nhá. Đó, rất là sắc bén luôn. Bộ 3 lưỡi kép rất sắc bén luôn. Đó. Thì sẽ có cho các bác là một đầu cạo râu này, một đầu tăng đơ và một cái đầu tỉa lông mũi. Ngoài ra thì đây không có cái đầu chà. Sẽ có cho các bác là 3 cái đầu như này để các bác dùng để mình tỉa lông mũi, tăng đơ và cạo râu chấn viền luôn. Tăng đơ 9D, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dầu gội đầu. Dầu gội đầu thì sẽ có cho các bác là hai mẫu như này. Hai mẫu này dầu gội đầu của thương hiệu Clear 80.000 một lọ. Hàng của Clear nhá. Hàng này thì hàng của Thái Lan nhá, sản xuất ở Thái Lan. Đây, Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Thì sẽ là 80.000 cho một lọ, có màu xanh màu trắng nhá. Có màu xanh màu trắng, các bác muốn lấy màu nào lấy, cái này bên em bán nhiều lắm không. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kệ. Cái này thì nó sẽ là kệ bộ chân đỡ đa năng nhá. Giá sẽ là 50.000. Các bác dùng để mình đỡ tủ lạnh này, máy giặt này, nói chung là nó sẽ có cho các bác là cái nam châm, cái cao su để nó hít xuống. Đấy, đây. Chân nó khá là to luôn. Chân rất là to này, to bự luôn. Đường kính của nó khoảng 10 cm.
và có cái nấc như này để các bạn điều chỉnh này. Đấy, điều chỉnh nâng lên hạ xuống nó rất là tiện nhá. Nâng lên hạ xuống nó rất là tiện luôn. Và các bác có thể để mình kê tủ quần áo này, kê máy giặt, tủ lạnh đều được hết nhá. Đấy, thì các cái vị trí nào nó thấp thì các bác có thể đôn lên như này hoặc hạ xuống này, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi, 50.000 bằng nhựa khá là chắc chắn luôn, chịu được tải rất là cao luôn. Đây, đấy các bác này, hàng Việt Nam chất lượng cao, cơ khí điện tử SH này, 50.000 thôi. Đấy, nó có thể chịu được hàng tạ luôn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đây, 4 chân như này. Tiếp theo thì 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là áo mưa nhá, áo mưa. Đây, 195.000 cho một bộ như này, bao gồm cả quần cả áo luôn. Một bộ nhá, một bộ như này này, bao gồm cả quần cả áo mặc vào đúng như này luôn. Đó, kiểu dáng thể thao đẹp, 195.000 cho một cái bộ áo mưa như này nhá. Đây. Chất của nó sẽ là hàng hai lớp nhá. Hàng hai lớp cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, hàng hai lớp này nhá. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Áo của nó cũng là áo hai lớp hết nhá. Áo hai lớp như này, rất là dày dẫn chắc chắn đây các bạn này. Đó, hai lớp hết này. Đó. Giá thì sẽ là giá của nó sẽ là 195.000 nhá. Tiếp theo là bộ quần áo mưa. 195.000 cho cái bộ quần áo mưa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bếp hồng ngoại nhá. 500.000 cho con bếp hồng ngoại như này. Giá sẽ là 500k. Ở đây thì nó sẽ là một con bếp cực kỳ là ngon luôn. Đó đây. Nó sẽ là bằng hồng ngoại nhá, bằng hồng ngoại, hàng của Nhật này, Matika hàng của Nhật đây. Nút nguồn của nó này. Đấy, nâng lên hạ xuống này. Công suất cũng khá là cao luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn này. Điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhá, 2000W. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, bếp hồng ngoại này đun thích lắm. Đấy, các bác có thể dùng ăn lẩu ăn liếc luôn, rất là ngon. Hàng của hãng bảo hành cho các bác luôn, yên tâm sử dụng. Đó, bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng là 1 tháng luôn. Trong vòng 1 tháng đầu các bác sử dụng nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng đầu sử dụng đây. Đấy, kích thước của nó đây. Rất ngon lành luôn nhá, 500.000. Bếp hồng ngoại 500.000 nhá. Bếp hồng ngoại nóng cực nhanh luôn, 500.000. Tiếp theo thì một cái sản phẩm dành cho các em nhỏ, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đây, nó sẽ là một con máy đọc thẻ như này. Con này thì bao gồm là một máy này, một máy các bác bật nguồn lên cho em. Đó. Và một cái bộ thẻ nhá, một cái bộ thẻ và một cáp sạc. Bộ thẻ này thì rất là nhiều các cái chủ đề khác nhau. Đây, các bác lắp vào cho em này. Đó, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Đó, cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Và nó có tới hàng trăm chủ đề luôn nhá, hàng trăm chủ đề luôn. Đó, đây. Rau củ quả này, cây cối này, vườn tược này, rồi nói chung là đầy đủ hết nhá. Xe cộ, ô tô, xe máy. Đây, mỗi cái màu này là một chủ đề này. 1, 2, 3, 4, 5 chủ đề. Đấy, 5 chủ đề tổng của nó sẽ là đây, các chủ đề như này này. Động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày, nói chung là nhiều lắm. Đây, đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là máy đọc thẻ 80.000 nhá. Dùng rất là tiện luôn. Các bác mua làm quà cho con em nhà mình, vừa chơi vừa học này, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là một cái hồ lô tưới cây nhá. Con này thì bên shop đang bán là 110.000 nhá, 110.000. Con này thì nó bị vỡ cái nắp này, thì về nhà các bác hàn vào cho em nhá. Hàn vào cho em thì vẫn dùng được. Thì con này bên em thanh lý cho các bác với giá đó là 30.000 thôi. 30.000 cho cái hồ lô bị vỡ như này. Đấy. Con này thì nó vận chuyển nó bị vỡ mất cái phần quai này. Nói chung là vẫn sử dụng bình thường. Đấy, vẫn sử dụng bình thường, thì về nhà các bác hàn cái này vào cho em này. Hàn cái này vào. Con này thì giá bán của nó sẽ là 120.000. 120.000 thôi nhá. Còn con vỡ này thì sẽ là 30.000. Còn lên cho em hồ lô tưới cây 120k. Còn con này thanh lý 30.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước nhá. Bàn là hơi nước thì có hai mẫu. Một là mẫu bàn là đứng, hai là mẫu bàn là mini. Con này thì nó sẽ là mẫu bàn là đứng như này. Bàn là đứng là rất là tốt luôn, chống cháy quần áo các thứ này. 370.000 các bác lắp vào cho em. Hàng nội địa của Nhật, của thương hiệu Socani các bác nhá. Đấy, nước thì các bác châm vào đây cho em này, nước châm vào đây cho em. Đó, nước châm vào. Cắm điện 220, dây to dày dẫn chắc chắn này. Đó, và các bác cứ thế là hơi nước và hơi nóng nó xịt ra đây. Các bác vuốt qua quần áo như này. Lên cho em là bàn là đứng nhá.
370.000 cho con bàn lá đứng như này. Con này siêu tiện dụng luôn. 370.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con bàn là mini nhá. Bàn là hơi nước mini 130.000. Con này thì cũng rất là tiện, các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Các bác cứ sử dụng như này. Đây, ấn cái này lên cho em này. Có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ này. Nước thì các bác châm vào đây cho em. Đây, châm nước vào đây. Đấy, châm nước đây, bật tính quạt này. Châm nước vào đây nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Châm nước vào đây cho em. Đó. Khi các bác bóp thì bóp nước vào đây và nó sẽ ra đây. Mâm của nó rất là dày này, mâm dày. Dày dẫn chắc chắn và nước ra cái lỗ này. Đó. Rất tiện ích luôn. Thì một con bàn là hơi nước mini như này, giá cũng chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Bàn là hơi nước mini 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bình voi nhá. Bình voi. Đấy, đây nó sẽ là một cái mẫu bình như này. Đấy, bên shop lên là bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó là inox 316, dung tích của nó khoảng 1.2 L. Rất tiện ích luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái nắp tự đẩy này. Đấy, nắp tự đẩy thì về nhà các bác lắp cho em cái đầu mềm này sẽ cho xuống dưới đáy này. Đầu mềm cho xuống dưới đáy này, còn đầu cứng thì cho lên trên này. Sau đó thì các bác đậy nắp vào cho em, đậy nắp vào này. Đấy, đậy nắp vào cho vào đây. Đấy thì khi mà các bác chỉ cần là bật cái nắp này ra thôi, bật nắp này ra là cái vòi nó sẽ tự đẩy lên. Các bác mút nước được luôn. Đậy vào này. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 160.000 nhá. Dung tích của nó sẽ là 1,2 L, 1,2 1,3 L, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu nồi cơm này. Đầu tiên nó sẽ là cái mẫu nồi cơm mini 270.000, bao gồm là một nồi một dây cáp điện như này. Một nồi một dây cáp điện nhá. Đấy, một cái âu đong nước này. Hàng của Chigo nhá, Chigo của Nhật này các bạn này. Đó, rất là ngon lành luôn. Khá là dày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành luôn. Con này thì nó không có quai đâu, các bác phải bê thôi nhá. Đấy. 270.000 cho con nồi cơm mini như này. Nồi cơm mini 270.000, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Con này thì đây, ấn xuống này. Đấy, rất là ngon luôn, nghe tiếng kêu của nó đã thấy đã rồi. Đây, rất là nhiều tem luôn các bác này. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít cả vỏ này. Đấy. 1,2 lít này. Điện 220V, công suất là 200W nhá, 200W. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít. 1,2 lít đây. Đấy là nguyên cái nồi này là 1,2 lít rồi này. Đấy các bác nhá. Đó. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất là ngon lành luôn. 270.000 nồi cơm mini nhá. Tiếp theo thì bên shop có cái mẫu nồi cơm sáp này. Đây. Nồi cơm sáp này. Đấy, con này thì rất là ngon luôn, quay sách quay đeo đàng hoàng nhá. Đó, nồi hàng của sáp nhá. Hàng của sáp cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy. Nói chung là các bác cứ dùng những cái nồi cơ như này nó rất là thích điện. Mở nắp này. Có khay để các bác hấp xôi này. Đấy. Nồi siêu dày luôn. Nồi của nó là nồi vòm siêu dày luôn nhá. Nồi của nó là nồi vòm này. Đấy, các bác nghe tiếng kêu là thấy đã rồi. Đấy. Nồi của nó là nồi dạng như là nồi đất, nồi vòm như này, siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt này. Mâm miếc dày dẫn chắc chắn này, ôm giữ nhiệt này, nấu cơm cực kỳ là ngon luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 500.000 thôi nhá. 500.000. Bên em đã bao ship tới tận nhà cho một cái nồi cơm của thương hiệu Sáp như này. Đấy, nồi cơm thương hiệu Sáp, điện 220V, 900W. 900W nồi cơm Sáp 500. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái dây câu bình nhá. 180.000 cho một cái dây câu bình như này. Lõi liếc là bằng đồng hết nhá. Lõi liếc bằng đồng hết. Dây dài thì dây của nó sẽ là 2000mAh và dây dài khoảng 2m nhá. Đấy, khoảng 2m đây. Đấy, tất cả đều bằng đồng hết nhá. Bằng đồng hết này. Các bác dùng rất là thích luôn. Thì bác nào có ô tô thì nên sở hữu một cái bộ dây câu bình như này. Ví dụ như là ô tô của mình nó bị trục trặc này, bị tắt bình thì các bác có thể câu sang cái bình khác hoặc là câu sang xe khác nhá. Dây câu bình 180.000. Tiếp theo thì nó sẽ là hai cái môi sới cơm này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái môi inox và một cái môi nhựa như này. Đấy, có hai mẫu. Hàng đều là hàng của Nhật hết. Con này thì đều là hàng chống dính hết nhá. Đó, hàng chống dính rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn nhá. Môi nhựa thì sẽ là 50k nhá. Môi nhựa này là 50k này. Đấy, môi nhựa 50k cho con môi nhựa như này. Còn môi inox này thì sẽ là 55.000 nhá. 55k. Đó. Hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng cho các bác luôn. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Môi sới cơm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con máy đánh trứng chạy bằng pin này. Con này là 80.000, nó chạy bằng pin nhá, rất tiện ích luôn. Đó đây. Thì pin sạc các bác, pin sạc về nhà các bác dùng là các bác chỉ cần là cắm cái đầu này vào cho em này. Đấy. Con này thì hàng đa di năng luôn, các bác có thể dùng đánh trứng, đánh cà phê rồi nói chung là đa di năng luôn. Cắm vào cho em xong ở đây nó có cái lẫy này các bác cắm vào. Đấy, nó xoay này. Rất là ngon lành luôn nhá. Đó các bác theo. Đây, ở đây thì các bác cắm đúng cái lẫy cho em. Đây nó có cái chiều mũi tên này này. Các bác cắm xoay đúng cái chiều mũi tên cho em là nó sẽ vào. Đó, sau đó thì các bác bật này.
Máy rất mạnh luôn nhá, xoay rất là tít luôn. Và nó có hai đầu như này, các bác có thể dùng đánh trứng, đánh cà phê đều ok hết nhá. Lên theo là máy đánh trứng nhá, giá chỉ có 80 cành thôi, chạy bằng pin. Đấy, rất to, khỏe, tiện ích, dùng để đánh trứng, đánh cà phê, các bác nào hay uống cà phê, ok. Tiếp theo là con máy xay tỏi ớt 70.000, giá thanh lý cho các bác, chỉ có 70 cành cho con máy xay tỏi ớt này thôi. Có kèm dây sạc luôn. Đấy, các bác chỉ cần là cho tỏi, cho ớt vào đây, sau đó thì mình xay thôi. Ở đây nó sẽ là dòng lưỡi 3 lưỡi kép như này, cho vào cho em này. Đấy, sau đó thì lắp vào cái máy như này. Đấy, lắp vào máy như này. Đó, sau đó thì bật lên này. Đấy. Đây là yếu pin đấy nhá, chứ còn nó xay rất khỏe luôn. Máy xay tỏi ớt 70.000, có kèm các sạc luôn, có kèm các sạc luôn, 70.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ này là cái gì? Bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món như này. Giá sẽ là 140.000, 140k cho cái bộ nồi 5 món như này. Hàng này thì rất là tiện ích nhá. Ưu điểm của nó là nó không có quai cho nên nó có thể để chồng vào nhau được nhá. Đấy. Con to nhất là 24 và con nhỏ nhất là 16 này. To nhất này là 24 này. Độ dày của nó thì cũng vừa phải thôi, không quá dày. Nhưng các bác để đựng thực phẩm, đựng thức ăn thì rất là ok luôn nhá. Bộ nồi 5 món như này. Đấy. 5 cái nồi như này. Nồi nào vung đấy cho em nhá. Nồi nào vung đấy như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy đây. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 5 nồi như này. Và khi các bác không dùng nữa thì lại mình lại cất đi, nó rất là gọn, chồng vào nhau nó rất là gọn luôn. Đấy. Chồng vào nhau rất là gọn luôn nhá. Bộ nồi 5 món như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính keo 10 nhá, keo 10. Đấy, giá sẽ là 40k, keo 10 nhá. Keo 10 giá sẽ là 40.000. Bản của nó là 10 phân. Các bác có thể dùng để dán lên mái tôn này, các vết tường nứt này, chống thấm rất là tốt luôn. Keo 10 nhá. Giá của nó sẽ là 40.000. Bản của nó là 10 sen nhá. Tiếp theo là con đèn ba cánh nhá, đèn ba cánh 180.000. Có ốc vít viếc đàng hoàng, dây khá là dài luôn. Đèn năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đây, một con đèn như này, siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng để sơ cua khi mà mất điện này, hoặc là dùng hàng ngày bình thường thôi, cũng rất là ok. Đấy, có điều chỉnh này, tăng giảm này, công suất của nó là 150W của nhà sản xuất nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đó, đây, có công tắc bật lên này các bác này, có cảm biến này, có cảm biến nhá, có nhá, và có các chế độ. Các bác có thể dùng qua điều khiển này, rất sáng luôn. Có thể dùng qua điều khiển hoặc dùng trực tiếp nhá. Có cả công tắc để tắt đi bật lên. Đấy, rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 180.000 thôi. 180.000 cho con đèn năng lượng như này. Lên cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đèn năng lượng 3 cánh. Giá sẽ là 180k. 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái trà sâm nhá. Trà sâm. Giá sẽ là 220.000. 220.000 cho một hộp trà sâm như này, bao gồm 100 gói luôn. 100 gói con nhá, 100 gói nhỏ như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sâm tự nhiên của Hàn Quốc nhá. Sâm tự nhiên Hàn Quốc dùng thì rất là đã luôn. Đó. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc các bác này. Đây, đấy, đây. Sâm tự nhiên Hàn Quốc nhá, dùng rất là đã luôn đây. Đấy. Các bác có thể dùng để pha ra nước uống hoặc là mình uống trực tiếp luôn, cũng ăn trực tiếp luôn rất là ok nhá. Hộp này là 100 gói. Các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này hoặc là pha ra nước làm trà uống hoặc ăn trực tiếp luôn. Bác nào say tàu say xe mệt ốm dậy, ăn cho em một hộp này 220.000. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc này. Đó, made in Korea, tem mác đàng hoàng. Đây các cái thành phần của nó rất tốt cho sức khỏe luôn nhá. Sâm Hàn Quốc thì các bác biết rồi, 220.000. Tiếp theo thì cái chổi lông phất trần 55.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chổi lông dạng từ tính như này. Đấy, nó hút rất là tốt các cái bụi bẩn nhá. Các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình rút ra nhá. Rút ra như này. Đấy, của nó dài được tới 2m8 cơ. Thì các bác cứ rút ra cho em. Không dùng nữa thì các bác lại thu vào. Xoáy ra để gọn nó vào. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000 thôi nhá. Và cái này của nó thì nó có thể là gấp, gấp vào như này. Đấy, các bác có thể vặn đi, vặn lên, vặn xuống được, để đưa vào các vị trí khó nhá. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là một con Eto nhá. Con Eto như này. Một con Eto hàng của thương hiệu Asahi của Nhật này. Eto Asahi của Nhật. Đấy. Rất xịn sò cho các bác luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một con Eto như này. Đây, Asahi này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chữ của nó in chìm trực tiếp này. Đó, Asahi. Rất chất lượng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu kẹp này, rồi đầu gõ búa này, đầu kẹp bàn này. 180.000 cho một con Eto như này. 180.000 các bác nhá. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái một cái bộ dụng cụ đây. Đấy, một cái bộ dụng cụ đây các bác này. Đấy.
Bộ này thì sẽ là 100.000, 100.000 cái bộ dụng cụ như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đấy, đầy đủ các chi tiết này. Đấy, có kìm, có búa này. Kìm, búa, tô vít, bút điện, rồi là cà lê này. Đấy, kìm, búa, tô vít, bút điện, cà lê, rồi rất là nhiều các cái đầu tô vít này. Đấy, rồi dao dọc giấy, rồi thước đo này. Bộ này sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho cái bộ cà lê hộp như này. Đấy, bộ cà lê hộp đa năng như này nhá. Đấy, 100.000 thôi. Thì bộ này khá là nhiều công năng và nhiều chi tiết cho các bác sử dụng luôn nhá. Giá sẽ là 100k cho cái bộ này. Đấy, có cả lục giác, lục giếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 100.000 nhá. 100.000 cái hộp này, bộ này có hộp hẳn hoi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bộ bàn cờ nhá. Đấy, bàn cờ gỗ này. 70.000. Bộ cờ gỗ 70.000 cái bộ cờ gỗ như này. Một đấy, một cái hộp cờ gỗ như này bằng gỗ nhá. Cái này bằng gỗ. Đấy, có cả giấy luôn, bản của nó thì vào khoảng là 3 sen. Bộ cờ gỗ 70.000. Đấy, 70.000 cái bộ cờ gỗ như này. Tiếp theo thì nó sẽ là 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng, bao gồm cho các bác là 5 mũi này, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, mũi 12. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá, 110.000. 2 mũi 6, mũi 8, 1 mũi 10, mũi 12. Đấy, đây. Các bác này, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này nhá, 110.000. Tiếp theo là bộ mũi khoan tháp, hàng của thương hiệu Unica Japan này. Bộ này là bộ 5 mũi khoan tháp, 180.000. 5 mũi khoan tháp có tặng kèm một cây lấy dấu luôn, tặng kèm một cây lấy dấu như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp tặng kèm một cây lấy dấu nhá. Giá của nó sẽ là một bộ như này, giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180k. Tiếp theo thì một cái bộ khác cũng là hàng của Nhật, và cái bộ này thì của nó thì nó sẽ là bộ tarot. Đấy, tarot như này. Đây. Thì bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 đầu tarot nhá, 3 đầu tarot và 3 mũi khoan tháp. Đấy, 3 mũi khoan tháp như này. Mũi khoan tháp thì mũi to nhất này là 32, còn là có 2 mũi nhỏ hơn. Đó. Giá thì sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, mũi khoan đỏ. Mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k. 110k cho cái bộ mũi khoan đỏ như này. Đấy. Còn cái này là bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Bộ 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi tháp này. 5 mũi tháp giá của nó sẽ là 180k nhá, 180k. 180.000 cho 5 mũi tháp. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mẫu nước hoa nha. Đầu tiên nó sẽ là nước hoa khách sạn này. Đó. Các bác lên cho em là nước hoa khách sạn, cái này thì rất là thơm. Đấy, lọ của nó thì nó sẽ là một cái lọ như này, dung tích của nó vào khoảng là đi đây. Đấy, một cái lọ nó trong lòng bàn tay này các bác này. Dung tích của nó chắc là vào khoảng là đi 200-300ml gì đấy các bác nhá. Đó, đây. Này thì các bác về các bác tháo cái này ra cho nó, cắm cái bấc này vào. Các bác để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ rất là thơm luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác giá là 30k nhá. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn. Giá sẽ là 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. 30k nhá, 30k một lọ nước hoa khách sạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nước hoa Dubai nhá. Nước hoa chiết Dubai, hàng của Made in Dubai các bác này. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 lọ. Đấy, 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. Nước hoa Dubai, giá sẽ là 70k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 lọ nước hoa Dubai như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là nước hoa của thương hiệu Gucci nhá. Nước hoa của thương hiệu Gucci như này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, Made in UK các bác này. Đó, Made in UK, hàng của Anh. Con này thì sẽ là 120k một lọ như này nhá, 120.000 giá thanh lý. Tiếp theo thì đến cái nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp 30.000 cho một lọ như này. Đấy, một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 4 hộp. 4 hộp nó là hàng sáp. Đấy, nước hoa sáp nó sẽ là hàng sáp. Đây. Đấy, một hộp của nó là có 4 hộp nhỏ này nhá. Đấy, bằng sáp rất là thơm luôn. Đó. Giá này sẽ là 30.000, hàng của Nhật, giá thanh lý cực tốt luôn, 30k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành hộp đỏ nhá. Đấy. Đây. Nó sẽ là một cái kéo đựng trong một cái hộp đỏ như này. Con này thì các bác dùng để chuyên cắt cây, cắt cành rất là ngon và mượt luôn. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Kéo cành hộp đỏ giá sẽ là 100 đây. Hàng Made in Japan này. Đó. Đấy, hàng ốp liền thân như này nhá. Đấy, hàng ốp gỗ này, cán liền thân này, chất liệu của nó là thép không gỉ này. Đó. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn.
Và cái độ vàm này của nó thì rất là rộng nhá, cắt rất là ngon. Giá thì sẽ là 150.000. Lên thì em là kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 150k cho em như này nhá. 150.000 cho em kéo cành hộp đỏ như này. 150k nhá, 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Một hộp như này thì sẽ là 100 chiếc, đấy là 380.000. Mua 100 chiếc là 380.000 nhá. Mua lẻ thì bên em bán là 7.000 một chiếc nhá, 7k một chiếc, và bán là từ 5 chiếc trở lên. Đấy, còn mua một vỉ như này thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho 25 chiếc. Còn mua 50 cái thì đây là 25 cái này bằng 130.000 này. 50 cái thì sẽ là bằng 230k đó. Và mua 100 cái thì sẽ là 380.000 nhá, 380.000. 100 cái nó sẽ là một hộp nguyên như này. Một hộp nguyên này là 300 cái nhá. Đấy, chất liệu của nó là lưỡi đỏ nhá, lưỡi đỏ là dòng lưỡi cao cấp nhất rồi. Còn lưỡi thường của nó thì là lưỡi xanh và lưỡi vàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2 xi lanh nhá. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan, bơm 2 xi lanh, hàng nội địa của Nhật. Dùng cực kỳ là ngon luôn, bơm khỏe, đầm hơi. Đó, đầy hơi, đẫy hơi. Đấy, cân hơi của nó là 10 cân nhá, 10 cân. Bơm xe máy, bơm ô tô thoải mái. Giá sẽ là 230.000 nhá, 230k cho một con bơm 2T như này. Lên cho em là bơm 2T, 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa đồng Đức nhá. Khóa đồng Đức như này. Đấy, nó màu đồng rất là đẹp luôn. Hàng made in Germany. Khóa đồng Đức này, rất đẹp cho các bác này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130k cho một em khóa đồng Đức như này. Hàng chống cắt, chống trộm. Đấy, chống cắt, chống trộm, chống các kiểu chống luôn. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Có 4 chìa và chìa tròn. Chìa tròn như này thì sẽ là chống cắt, chống trộm rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con khóa Đức như này các bác nhá. Đấy. Khóa đồng Đức 130.000 các bác nhá. 130k cho mấy em khóa đồng Đức như này. Đấy, khóa đồng Đức 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên máy giúp cho em đó là máy xay máy xay cầm tay nhá. Con này thì các bác chỉ dùng bằng tay không thôi, không cần phải dùng điện đó mới cả, rất là tiện luôn. À đấy, hàng cắm điện này, quên các bác nhầm. Các bác cắm điện như này cho em nhá. Đấy, cắm điện như này. Con này thì sẽ là 245.000. Đây, có công tác này, cắm vào các bác bật lên này. Đấy thì là các bác cứ đưa trực tiếp vào nồi luôn. Đưa trực tiếp vào nồi như này. Đấy là nó sẽ xay cho các bác này. Ví dụ như là xay cháo này, hoặc là xay các cái đồ mà mình muốn làm cho nó nghiền ra thì rất là ngon luôn. Đây, có công tác ở đây nhá. Đấy, có số 1, số 2. Cắm điện vào cho em là nó sẽ xoay này. Đấy, cái lưỡi này nó xoay này. Thì là ví dụ các bác muốn đánh cháo này, hoặc là xay các cái thực phẩm đều ok hết nhá. Giá của nó, con này sử dụng điện 220V. Lên cho em là máy xay cầm tay nhá, giá sẽ là 245.000. Con này thì rất tiện dụng luôn. Máy xay cầm tay. Thì các bác này, ví dụ như các bác muốn xay các loại thực phẩm này, hoa quả này, chỉ đưa vào cái là nó nghiền cho các bác ra luôn. Đó, rất là ngon nhá. Tiện luôn, có thể ăn luôn, không cần phải dùng máy miếc các thứ cối kiếc phiền phức. Tiếp theo thì bên shop về cho con này thì lên theo là máy xay cầm tay 245.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Con này giá thanh lý chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Lên theo là bàn chải điện 50k cho một chiếc như này. Đây, nó sẽ là một cái đầu bàn chải rất là ngon như này các bác. Đấy. Sau đó thì về nhà các bác lắp cho em vào, có cho các bác là kèm thêm 4 đầu bàn chải luôn, 4 đầu bàn chải như này. Đây, lắp theo cái lẫy này, lắp sập vào này. Đấy. Lắp vào đây cho em. Đây. Các bác ấn nó sập lẫy vào nhá. Đấy, nó có cái lẫy đây, các bác lắp cho nó sập lẫy vào này. Đấy, các bác lắp nó sập lẫy vào cho em. Sau đó thì mình sử dụng này. Đó, bật lên này. Đầu bàn chải nó rung này. Đó, nó rung như này. Cái này tuần suất dùng của nó rất là lớn luôn. Đấy các bác này. Đó, thấy không? Đấy, nó rung đấy các bác này. Đó, thì giúp cho các bác là nó có các chế độ dung này, giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi, rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 50 cành thôi. 50 cành nhá. Lên cho em là bàn chải điện, giá sẽ là 50k. 50k cho cái bàn chải điện như này nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là Kia máy đồng hồ nhá. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ là combo cho các bác là cả máy cả kim. Combo đầy đủ cho các bác luôn, combo đây. Đấy, giá sẽ là 40.000 cho một bộ sản phẩm như này, combo cả máy cả kim luôn. Đó, đây.
đây là kim của nó này, kim này và máy bên trong đây. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào thôi. Máy đồng hồ thay cho những cái đồng hồ cũ bị hỏng máy, 40k nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước móc khóa nhá. Đấy, thước móc khóa như này. Con này thì nó sẽ là 2m, rất là tiện luôn, các bác có thể treo vào móc khóa này, làm thợ làm nghề này, rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bác này. Đấy, các bác theo. Đó. Rất là ngon nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Hàng của Nhật này, 50.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cước câu nhá. Bao nhiêu một quận này anh nhỉ? Đây. Cước câu nhá. Hàng này nó sẽ là cái hàng 4 ly, là hàng phổ thông để cho các bác câu các cái loại cá đều ok hết nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một quận cước câu như này nhá. Một quận này nó vào khoảng là 100m. Tha hồ thoải mái cho bác câu luôn. Hàng của Nhật các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là cước câu. Đấy, hàng của thương hiệu Shimano của Nhật nhá. Shimano của Nhật này. Đấy. Rất chất lượng cho bác luôn, Japan này. Đấy. Giá của nó sẽ là 30k cho một quận như này nhá. 30k cho một quận cước câu như này. Lên cho em là cước câu 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bàn là hơi nước mini như này. Con này rất là nhỏ gọn luôn. Đó, điện 220 có điều chỉnh, có điều chỉnh này. Đấy, có cái phần thì các bác châm nước vào đây. Đấy, đây cái nắp này, cái quai này để các bác châm nước vào cho em này. Đấy. Đây, các bác tháo cái đầu này ra, châm nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây. Đấy, nói chung là bàn là hơi nước xịn sò ngon lành. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con bàn là hơi nước mini như này. Bàn là hơi nước mini giá sẽ là 130k nhá. 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là cây nhá. Bàn là cây. Đấy, thì con này cũng có hơi nước luôn. Và các bác dùng để mình là quần áo cái thứ rất là ok. Công suất của nó là 150W, xoay 360 độ luôn. Đó, rất là ngon. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là đi bàn là cây thì bao nhiêu Phương? Hả? Lên đi là bàn là đứng nhá, 370.000. Đó, đây. Rất xịn sò con bò luôn các bác này. Đó. Bàn là đứng 370.000. Nó sẽ là bằng cơ chế là hơi nước nó sẽ ra và giúp cho quần áo của các bác phẳng đẹp. Và con này ưu điểm của nó thì nó sẽ là chống cháy quần áo rất là tốt luôn. Đấy, các bác chỉ cần vuốt này là phẳng luôn. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Đấy, bàn là đứng này dùng thì rất là an toàn. Đấy, giá sẽ là 370.000. 370.000 bên em bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. 370k cho con bàn là cây như này. Bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là bàn là cây nhá. Bàn là cây hoặc bàn là đứng. Giá sẽ là 370.000. 370k. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm hứng nhá. Một số các mã hàng của bên em mới về. Ở bên shop rất nhiều mã hàng mới về trong ngày hôm nay để lên video trân trọng gửi tới các bác nhé. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái chổi tách nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em là chổi tách nước nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là chổi lau nhà K9 nhá. Con này nó có mã là K9. Đấy. Con này thì nó tách nước luôn. Đó, đây là cái phần xoáy của nó này. Thì nó có đầu sẵn như này rồi, các bác về chỉ việc là kết nối vào cho em là xong thôi. Đây, kết nối vào đây. Đấy, các bác cứ kết nối đúng đầu cho em là ok thôi. Đấy, nó có đầu xoáy như này. Bên nhà các bác kết nối vào cho em. Đây. Cái này thì nó sẽ là lắp vào cái đầu này. Đây, khi về thì các bác rút cái này cho em, cái này nó còn một khớp nữa tầm 20 cm các bác rút ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình sẽ xoáy cái phần đầu cán là vào cái phần cao này. Đấy. Tiếp theo thì cái nửa dưới này nó sẽ có gen ở đây. Các bác xoáy cho em cái gen vào đây này. Đấy. Cái này là phần gen bắt này. Đây. Các bác xoáy cái gen này vào đây cho em. Đây. Đây nó sẽ có cái gen này. Các bác xoáy cái gen này vào đây. Đó. Đây nha các bác, xoáy cho em cái đầu này vào đây này. Đấy, cái đầu này là cái đầu phần thấp nhất này thì xoáy vào đây cho em. Xoáy vào đây cho em này. Đấy, còn đây là cái phần để các bác đưa lên đưa xuống mình vắt này. Đấy, nó sẽ vắt đảo chiều ly tâm như này. Và đây là các cái phần khúc nối thì các bác cho vào mình nối vào cho em. Đây. Đấy, cái này thì cắm ở đây. Cái này thì mình cắm cái này, nối vào cái này cho em này. Đó. Cái này là cái hệ thống của nó là tách nước tự động nha các bác, chỉ cần cho nước vào dưới này. Đấy. Vắt, khi vắt thì các bác đặt vào đúng tâm như này. Đấy là nó sẽ vắt cho các bác sạch luôn. Đó, đây.
Đấy, và nó dạt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy các bác nhá. Đó. Dạt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ. Đó, gọi là tách nước tự động. Thì lên xem là chổi tách nước. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, cái phần bàn lau của nó rất cứng cáp luôn này. Đấy. Có xoay đảo chiều hết nhá. Đấy. Có xoay, có đảo chiều như này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy. Có xoay 360 độ có đảo chiều luôn. Đấy. Và khi mà cho vào xoay thì là nó sẽ xoay cái bàn này. Xoay cái bàn này. Đấy, và nó sẽ giặt ở đây luôn. Đấy, kết hợp giặt ở đây. Đấy, nó sẽ đạo sạch luôn và nước bẩn thì nó sẽ rơi xuống đây. Đó, nước bẩn nó sẽ rơi xuống đây. Thì nó rất là tiện, nó gọi là chổi tách nước nhá. Và các bác không cần phải đổ, các bác chỉ cần là mang ra ngoài. Sau đó thì xoáy cái van này ra, xả đi cho em là xong. Xoáy cái van này ra, xả đi. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Có quai sách như này nhá, có quai sách như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác nhá. Đấy, khi vắt thì mình lừa nó vào đây này. Đấy. Đấy. Các bác cho nó ăn vào cái tâm của nó này. Cho nó ăn vào cái tâm của nó. Sau đó thì mình đẩy cái này xuống này. Đấy, nó vắt rất là ngon luôn các nhá. Đó. Rút lên rút xuống xoay rất là ngon luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Lên cho em là chổi tách nước 180.000 các bác nhá. Lắp vào thì nó khá là dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3. Đấy, tầm khoảng 1m3 các bác nhá. Tầm khoảng 1m3. 1m2 1m3 thoải mái cho các bác sử dụng. Màu sắc đẹp. Đấy, lau rất là ngon luôn nhá. Lau rất là ngon luôn. Lên cho em là chổi tách nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã chổi. Đó là cái chổi cái này là gì? Các bác lên xem là chổi lau nhà nhá. Con này thì bỏ anh đi biển ra đây. Chổi lau nhà. Con này thì nó cũng lắp đặt như vậy thôi. Và con này thì nó sẽ có hai phần vắt riêng. Đấy. Hai phần vắt riêng. Đây. Đấy. Hai phần vắt như này. Hai cái vắt như này thì là các bác muốn dùng cái nào thì dùng. Một cái là bông mịn như này. Đấy, hai cái mẫu bông như này. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em xong. Đây, lắp vào đây. Đấy, lắp vào cái phần này. Nó có cái lẫy để các bác sập nó vào là xong nhá. Sập nó vào là xong. Cái này thì các bác lên cho em là chổi lau nhà nhá. Sập nó vào này. Đó, nó có cái lẫy này các bác sập hết vào cho em. Sau đó thì mình xoáy vào thôi. Đấy, xoáy vào. Nó có các cái phần kết nối đây, các bác cứ xoáy vào cho em là xong. Đây. Đấy, cái phần này thì các bác xoáy vào đây. Phần này xoáy vào đây nhá. Đó. Sau đó thì các bác xoáy tiếp cái phần đầu trên này vào. Xoáy cái đầu trên này vào là mình sử dụng thôi. Đó. Là khi các bác vắt là cho vào đây là nó vắt này. Đấy. Cho vào đây là sẽ vắt luôn. Ở đây thì các bác rút dài cái này ra cho em này. Cái này thì nó rút ra nó khá dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3 đấy. Cũng thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho vào mình vắt này. Đấy. Cho vào đây mình vắt này. Đấy, các bác thấy không? Cho đây mình vắt rất tiện luôn nhá. Đó, con này thì nói chung là ứng dụng thì rất là tiện rồi. Đó. Và cũng rất là dài luôn. Đây. Chiều dài của nó thì nó cũng tầm khoảng đây. 1m2 1m3, hai con này thì cũng tương đối bằng nhau. Đây. Hai con chổi này tương đối bằng nhau này. Đó. Và đây là cái phần xoay của nó này. Phần xoay của nó này. Dưới có bánh xe này. Đấy, dưới có bánh xe. Con này thì các bác phải đổ nước đi thôi, nó chứ không nó không có van xả các bác nhá. Con này thì không có van xả. Các bác dùng xong thì các bác đổ đi. Đó. Thì giá con này sẽ là 200 mấy? 200 lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà, giá sẽ là 250.000 nhá. Thùng lau nhà 250k. Đấy. Con này thì sẽ là 250.000, bên em sẽ bao ship nhá. 250.000. Bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là thùng lau nhà. Đấy. Các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ nhá. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop lại về một số cái mã dây cáp sạc thì em lại lên video gửi tới các bác này. Đấy. Dây cáp sạc thì hiện tại bây giờ em đang có tổng là 4 mẫu nhá. Tổng là 4 mẫu như này. Để gửi tới các bác này. Đó, 4 mẫu dây cáp sạc luôn. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dây sạc gầy như này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho cái đầu dây sạc gầy như này. Cái này thì nó sẽ là 1 2 3 đầu sạc này. 3 đầu sạc, một chân đầu USB như này. Đó. Thì đây là cái dây thứ nhất nhá. Dây thứ nhất con này sẽ là 30.000. Đó. Tiếp theo là một cái dây sạc mà nó là có tới 4 đầu sạc luôn, và cái đầu này của nó bằng thép này. Đây. Đấy, đầu tiên của nó sẽ là đầu sạc iPhone này. Khi các bác dở ra thì nó sẽ là hai đầu sạc Type-C.
thì các bác dùng cho tai xi cũng được. Nó là dây của nó sẽ là dây chống rối như này. Dây chống rối này dùng rất là thích luôn. Nói chung là con này là đa di năng luôn, nó là một trong bốn luôn mà nó là sạc nhanh này. 27W Max Pro luôn. Đó, đây. Thì con này thì cực VIP rồi. Đó. Con này thì sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho cái các bác lên xem là dây sạc 4 đầu. Con này thì đúng là nó có 4 đầu thật. 1 2 3 4, hai đầu Type C, một đầu iPhone và một đầu USB như này. Dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000. Tiếp theo thì em có các bác một cái dây sạc 100W. Con này thì nó có một cái cục nguồn ở đây để tự ngắt nhá. Dây sạc tự ngắt giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Dây sạc tự ngắt nó sẽ có hai đầu như này. 1 2 3 đầu, nó cũng 3 đầu nhá. Giá sẽ là 40.000. 40.000 các bác nhá. Đó, tự ngắt thế này. Tiếp theo thì em sẽ có cho các bác một cái mẫu dây sạc nữa, đó là cái dây sạc béo nhá. Nó cũng 3 đầu. Đấy, cũng 3 đầu như này và một đầu cắm cũng bằng thép hết nhá. Bằng thép hết, có đèn báo. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì em bên em đang có là loại 30, 35, 40 và 50. Đấy. Cái dây đỏ này, dây đỏ là sạc gầy này. Đấy, thì có hai loại sạc gầy và sạc béo. Sạc gầy là 30, sạc béo là 50 này. Đó, đều là 3 đầu này. Tiếp theo là một cái sạc tự ngắt này. Cái này nó sẽ là sạc tự ngắt thì sẽ là 40.000. Đấy, sạc tự ngắt là 40.000. Ngoài ra thì nó sẽ có một con dây sạc đa năng 4 đầu nữa. Dây sạc đa năng 4 đầu thì con này sẽ là 35.000. Đấy, 35, 40. Con này là 30 này, một con 35 này, một con 40 và một con 50. Đó, có 4 cái dây sạc tất cả nhá. Bên em hiện tại là đang có 4 cái dây sạc như này. Tiếp theo thì một cái mẫu củ sạc nhanh của thương hiệu, dây sạc nhanh của thương hiệu iPhone. Đấy, dây sạc nhanh. Đấy. Đây, bao gồm cả dây cả củ như này, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000 nhá. Đó, 55.000. Một củ và một dây. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone 55.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái củ sạc đa năng. Cái này thì nó chỉ có củ không thôi. Đấy, chỉ có củ không thôi thì bắt buộc các bác phải mua một trong bốn cái dây này thì mình mới cắm điện thoại được. Đó. Thì các bác có thể là mua dây béo, dây gầy hoặc là cái dây đa năng này cũng được. Các bác có thể mua con dây đa năng này cũng được. Cắm ở đây cho em này. Đấy. Mua con dây đa năng này cắm đây cho em. Thì giá con này sẽ là 65.000 và cộng một cái dây này 35.000 nữa, chẳng hạn thế. Thì ví dụ các bác có con này rồi mà các bác có điện thoại iPhone thì cắm cái này, mà điện thoại Samsung thì lại rút ra cắm cái này. Rất là tiện luôn. Đấy. Rất tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là củ sạc điện thoại, tức là cái này nó chỉ có củ thôi, không có dây nhá. Củ sạc đa năng. Giá sẽ là 65.000. 65.000 cho con củ. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con củ sạc đa năng như này. Lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, con này giá sẽ là 80.000 các bác này. Đấy, em vừa nãy nói nhầm là 65.000, con này là 80.000. Rồi, ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là mùa hè rất là nóng bức và các bác nên mua cho mình một cái quạt xanh như này nhá. Quạt xanh tích điện, giá thì chỉ có 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này thôi. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc này. Đó. Con này thì 55.000 và nó rất là tiện ích nhá. Các bác đề phòng khi mình mất điện này. Đấy. Đề phòng khi mình mất điện hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây. Nó có công tác có 3 số luôn. 123 này, đấy, 123, nó sẽ có 3 số như này. Đấy, và các bác có thể nâng lên tụt xuống này, đấy, nâng lên tụt xuống rất là ngon luôn. Đó, và ngoài ra thì các bác có thể là gấp gọn như này, gấp gọn này, rất là tiện luôn. Đó, giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Công tắc tắt vào từ đây. Đó, lên mã giúp cho em đó là quạt xanh, giá sẽ là 55.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bật lửa Zippo thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Màu vàng và màu bạc như này. Hàng của Mỹ, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ nhá. Made in USA các bạn này. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Đó, bật lửa Zippo cực kỳ là ngon luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. 95.000. Đó. 95.000 cho con bật lửa Zippo như này. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp là người ga mini 100.000. Đó. 100.000 cái bếp ga mini như này, các bác dùng thì mình mang đi du lịch đi phượt này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy. Đấy, đi du lịch đi phượt rất là đẹp nhá. Đó, các cái phần kết nối đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết. Đây là cái phần chân đế của nó này.
Đó, chân đế của nó đây. Rất tuyệt vời luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini như này, nhỏ gọn tiện lợi, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bếp ga đơn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Con này thì cũng rất là tiện này. Đấy, đánh lửa tự động này. Đấy, lắp bình ga đây cho em. Đó, rất là dày dẫn chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn. Thì con này các bác có thể dùng để mình đun ở phòng trọ này, đun ở nhà này, rồi nói chung là ăn lẩu ăn liếc được. Nhà bác nào mà hay ăn lẩu dùng bếp ga, đấy, nguồn điện yếu dùng bếp ga thì mua cái này cho em. Bếp ga đơn 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khô. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây sẽ là một cái dòng nước hoa Nhật cực kỳ thơm luôn. Đấy. Nước hoa Nhật cực kỳ là thơm nhá. Bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, cái giá của nó rất là hạt rẻ luôn các bạn. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho một cái 30k trong cái hộp nước hoa này thôi. Đấy. Giá rất hạt rẻ, giá rất tốt để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. 30k trong một hộp bao gồm là 4 hộp nhỏ bên trong. Đấy, nó sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như này các bác này. Đấy. Và nó thuộc dòng là sáp khô như này, sáp khô này các bác này. Đấy. Các bác có thể bôi trực tiếp lên tay này này. Đấy. Đây, rất thơm luôn nhá. Lên tay, lên nói chung là lên đâu cũng được, rất là tiện. Đấy, nước hoa khô nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đẩy ra này mình bôi sập vào này. 30.000 cho 4 hộp nước hoa thơm như này nhá. Đấy. Lên cho em đó là nước hoa khô nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp nước hoa thơm này thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọ xịt xịt bếp nhá. Đấy, cái này để các bác xịt bếp này. Đấy, khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này thì giúp cho các bác là tẩy rửa vệ sinh bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bếp nhá, các vết dầu mỡ vết bám nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một lọ xịt bếp như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên cho em là xịt bếp, giá sẽ là 50.000, chuyên tẩy dầu mỡ các thứ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Thì con này dùng rất là tiện. Thứ nhất là không bị bong các cái phần dây thép ra nó ảnh hưởng nhá. Thứ hai các bác dùng để mình chà cọ kỳ rửa, không cần phải động tay vào xà bông nhá. Và các bác có thể cho xà bông trực tiếp vào đây luôn. Đấy, kỳ cọ đánh rửa cho trực tiếp vào đây dùng rất tiện. Giá sẽ là 15k thôi. 15k trong cái cọ nồi như này. Lên cho em là cọ nồi 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện. Công suất của nó sẽ là 1000W luôn. Đấy, 1000W, con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây. Con này thì dùng thì thôi rồi luôn các bác nhá. Dùng rất là đã luôn. Cả hút cả thổi luôn. Giá sẽ là 260.000. Đó. 260.000 cho con hút thổi bụi như này thôi. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên thuốc dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp thuốc dán. Một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, đây nó sẽ có cái hộp bên trong này, nó là dòng cái này, nó là dòng viên này, nó là viên viên một hộp như này và viên của nó là viên thuốc sinh học nhá. Cực kỳ là an toàn luôn. Đó, và không độc hại nhá. Đấy, một hộp này là 12 viên và giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 50.000. 50k trong hộp cái này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật luôn. Đó, thuốc dán toàn chữ Nhật hết này. Cái này nó sẽ diệt là dán mẹ, dán con này, tổ dán này, rồi trứng dán luôn nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các loại dán luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong con đèn phễu này thôi, siêu sáng luôn, có dây đeo này, có cáp sạc này và có báo pin này, có báo pin, có sạc ra cho điện thoại đầy đủ luôn. Đấy, rất sáng các bác này. Đó, rất sáng luôn. Đây. Đây các bác quan sát này. 95.000 một con đèn sáng kinh khủng luôn. Đó, có 3 chế độ nhá. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này, và nhấp nháy này. Sáng lắm các bác. Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá của nó sẽ là 95.000. 95.000 cho con đèn phễu này thôi. Lên xem là đèn phễu giá sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn cái
dây sạc nhanh nhá. Hàng của iPhone sẽ bao gồm cho các bác là một dây. Đấy, một dây và một củ như này. Một dây và một củ như này. Hàng của iPhone dùng để sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì siêu rẻ đâu. Chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái ép tỏi này. Con này thì dùng rất là tiện rồi. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người, inox 304. Đây. Đấy, các bác cho tỏi cho hành vào đây, mình chỉ cần ép phát này là nó sẽ ra đầu này luôn. Rất là tiện luôn. Ép tỏi giá của nó sẽ là đi 100k cho con ép tỏi như này, 100.000 cho con ép tỏi này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm Hàn Quốc này. Kẹo sâm Hàn Quốc này, một bịch này của nó thì sẽ là 5 lạng. Giá sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Hàng của thương hiệu Hàn Quốc, made in Korea. Đó. Nguyên 100% là sâm tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đó. 100% Hàn Quốc chính hãng nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Korea. Đây, Korea, made in Korea. 90k cho một gói như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe nhá, súng xịt rửa xe. Đây là cái đầu lắp của nó này, về nhà các bác kết nối vào này. Đấy, và đây là cái đầu súng này. Và các bác xoáy cái này thì nó sẽ ra nhá. Súng xịt rửa xe 150k. 150k cho cái súng xịt rửa xe như này thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Dung tích là 1,5 lít. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nha. Màu rất đẹp luôn. Bên shop về thì nó sẽ có mấy màu, màu xanh, màu đỏ, các màu luôn. Hàng quân đội Mỹ dung tích là 1,5 lít. Inox 304, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Cái nắp này dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đó. Rất chất lượng nha. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 190.000 nha. 190.000. Bình nhiệt quân đội Mỹ 190.000. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đài FM, 260.000 cho cái đài FM như này. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ làm con đài rất là ngon luôn. Đấy, cho em chế độ FM như này nhá. Sau đó thì bật lên này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần là dò tần sóng này này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá, chỉ có cho các bác là đi một con đài FM này 260.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan này. Đó, có pin, có cáp sạc đằng sau đầy đủ này. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Đó. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa từ khi sử dụng sản phẩm đã luôn. Đấy, các bác dò đây cho em này. Đó. Rất tiện ích luôn. Con này thì ngoài chức năng là đài FM này, nó còn có các cái chức năng khác như là các bác có thể bắt MP3 để nghe nhạc, rất ok đấy, và Bluetooth này, kết nối này, đấy, kết nối các cái jack nữa này, và có đồng hồ này, có đồng hồ. Về có đồng hồ, các bác chạy đồng hồ thì tháo cho em cái lót này ra. Đó, đẩy lên xuống là đồng hồ chạy, tiện ích lắm. Đó, rất đa di năng luôn nhá. Đây, điều khiển đồng hồ ở đây này. Đó, chỉnh giờ đằng sau này. Rất tiện luôn. 260.000 lên cho em là đài FM nhá. 260.000 một con đài FM này. Được, ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cây dòng thuốc đau đầu kinh niên. Con này thì hàng nội địa của Nhật và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một hộp như này. Đó, 90.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì cũng là khá là nhiều luôn, và nó là thuốc của thương hiệu OTC. Cái này thì nó là một cái dòng thuốc nam thôi, thuốc nam. Cho nên là các bác dùng thì nó rất là an toàn thôi. Đặc biệt là bác nào hay bị đau đầu lâu năm, đấy, đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Đấy. Và nó sẽ là thuộc dạng gói như này này, thuộc dạng gói như này. Nó là thuốc nam mà, cho nên là cái này uống nó rất là an toàn luôn. Đó, thuốc nam. Cái này thì các bác uống rất an toàn. Giá sẽ là 90.000 cho một hộp như này nhá. Đấy, 90.000 cho một hộp như này. Và một hộp này của nó thì tới
100 gói này, 100 gói mỗi gói là đi 30 g. Đây. 100 gói, mỗi gói 30 g như này. Và nó là cái dòng thuốc nam nhá. Thuốc này thì các bác uống trực tiếp cho em. Đây. Đấy. Uống trực tiếp cho em nhá. Đóng gói đóng điếc của nó cũng rất là cẩn thận kỹ càng luôn. Đây con này. Đó. Nó là dòng thuốc nam. Đấy. Các bác uống trực tiếp cho em, rất là tốt luôn nhá. Đấy. Cho ra này uống trực tiếp cho em. Đó. Sẽ là 90.000 cho một hộp thuốc đau đầu kinh niên như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo các bác này. Đấy, mắc áo. Bên shop sẽ bán theo một hộp như này là 10 cái. Một vỉ này là 10 cái nhá. Chất liệu của nó thì giá 10 cái sẽ là 65.000 nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là phần móc khóa này thì là bằng thép này, còn lại là bằng nhựa, nhưng mà nó là cái loại này nó là nhựa dẻo. Thì khi các bác sử dụng thì cái này nó rất là tiện ích luôn. Đây. Nhựa của nó là nhựa dẻo này. Đấy, nhựa dẻo quá thấy không? Nhựa này nhựa dẻo, nắng mưa thoải mái luôn. Ưu điểm của cái móc này là nó có hệ thống chống trơn hết nhá. Có hệ thống chống trơn hết như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ok. Đây. Có hệ thống chống trơn hết nhá. Và có các cái đầu quặc như này để các bác quặc quần áo nhỏ này. Đấy, mình phơi những cái quần áo nhỏ hoặc là những cái phần áo có con đỉa thì mình phơi vào đây cho em. 65.000 cho một vỉ như này bao gồm 10 chiếc nhá. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là móc quần áo nhá. Móc quần áo. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo nhá, giá vo gạo. Giá vo gạo con này thì bằng inox 304. Giá sẽ là 75.000 nhá. Giá vo gạo inox 304 này. Đấy. Giá vo gạo inox 304. 75.000 cho một con giá vo gạo như này. Con này thì rất là tiện luôn, su 304 này. Các bác cho gạo cho riêng vào đây. Đấy, vo vo xong thì ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này thì các bác đổ đi thì nó sẽ không bị mất gạo nhá. Bánh hõm như này rồi. Thì thứ nhất là các bác đổ nó rất là tiện ích và không mất gạo. Ngoài ra đựng gạo thì các bác có thể đựng rau, dạ, thực phẩm, thức ăn cũng rất là ok thôi. Nên cho em là giá vo gạo con này thì sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho con giá vo gạo. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 cho một con máy đánh trứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Hàng này thì nó là sử dụng pin rồi. Ngoài đánh trứng thì các bác có thể dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc các thứ rất là ok. Đây nó có lẫy rồi, các bác chỉ cần sập này cho nó xong này. Đấy, bật lên là nó xoay các bác này. Xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy, xoay rất là tít luôn thì các bác dùng để mình đánh trứng, đánh cà phê rất là ok nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu như này. Hai cái loại đầu như này các bác này, một cái đầu là hình gọng vó và một cái đầu lò xo như này. Đấy, các bác cứ lắp. Cứ lắp vào đúng lẫy cho em. Đấy, lắp vào đúng lẫy này, bật lên này. Đấy, nó có các số như này. Đấy, xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy. Mình dùng để pha cà phê rồi pha các loại hạt rất là ok nhá. Đấy. Giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng như này. Hàng này thì nó sử dụng pin thì nó rất là tiện ích luôn. Hàng sử dụng pin thì hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em là xong nhá. Hết pin thì cắm sạc vào cho em là xong. Đó. Con này thì lên cho em là máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho con máy đánh trứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ca chiên dầu nhá. Đấy, ca chiên dầu. Thì đây nó sẽ là một cái bộ đôi như này bao gồm là 2 chiếc. Đấy, thì ví dụ như là các bác có muốn chiên tôm, chiên tép này hoặc là chiên các cái đồ chiên khoai lang chiên các thứ thì con này nó sẽ là bằng inox 304, các bác đặt trực tiếp lên bếp, đổ dầu vào đây. Sau đó thì mình cho gia vị vào đây, cho các loại đồ mình chiên vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vớt ra như này là xong. Vớt ra như này. Đó, nó rất tiện ích luôn. Các bác chiên khoai lang chiên hoặc là nói chung là các cái món đồ chiên thì dùng rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ đôi ca chiên dầu như này nhá. 100.000. Bao gồm là một cái ca inox. Con này rất là dày dẫn, ngoài các bác dùng để chiên dầu thì các bác có thể dùng để mình làm ca gáo múc nước cũng rất là tiện ích luôn. Còn cái này thì các bác có thể dùng làm rổ để rửa rau này hoặc là lọc thức ăn. Đấy, rất là ok. Đấy, hoặc các bác có thể để trên chiếc chậu rửa bát mình lọc cặn cơm nước cũng rất là ok luôn. Đó thì cũng là đa di năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ca chiên dầu. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này nhá. 100k cho một đôi luôn. Đó, 100k trên một đôi ca chiên dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo này. Đấy, các bác lên cho em là chảo hai quay, bỏ cho anh cả cái một quay đây. Con chảo hai quay này thì cũng khá là dày dẫn, cũng bằng chống dính bằng tổ ong như này nhá, chống dính bằng tổ ong như này, rất dày dẫn, chống dính bằng tổ ong, dày lắm. Đó, con này thì sẽ là 100.000 nhá, lên cho em là chảo hai quay chống dính, giá sẽ là 100k. Đó, chảo hai quay chống dính là 110.000 nhá, 110.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá, con này thì sẽ là 140.000. Chảo tổ ong này, chảo tổ ong giá của nó sẽ là 140k nhá, 140.000. Đó, hoặc là các bác lên cho em là chảo một quay nhá, con này nó sẽ là một quay như này, còn con này nó sẽ là hai cái quay như này nhá, hai quay như này. Hai con này thì cái con này thì kích thước của nó sẽ là to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút, đường kính của nó thì chắc là vào khoảng là 27-28 cm, còn con này thì nó vào 24 cm. Đó, hai con thì cũng gần gần bằng nhau. Đấy, con này thì nó sẽ sâu hơn một chút nhá, sâu hơn một chút. Đó, còn con này thì nông, nó sẽ nông lòng hơn như này. Đấy, con chảo hai quay này thì sẽ là 110.000, 110.000 cho con chảo hai quay, đều là chống dính bằng tổ ong hết nhá. Đó, còn con này thì sẽ là 140.000, 140.000 con này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn như này. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000, nó sẽ hình khẩu súng như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái súng như này và có sẵn các cái đầu như này luôn. Các bác chỉ cần lắp vào như này thôi. Đó, và mình bật lên. Bật lên chưa? Đấy, rung rất là mạnh luôn. Đây, các bác đưa vào rung, mình massage cổ vai gáy bắp tay bắp chân này. Đó, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có cho các bác là các cái loại đầu massage. Đấy, 4 5 đầu massage tất cả luôn, có 4 đầu massage và một cái cáp sạc đi kèm. Đấy, giá chỉ có 170.000 thôi. Súng thư giãn. Em bán cho em nó hình khẩu súng như này, lên cho em là súng thư giãn 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ổ điện này. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng nhá. Đấy, con này trước em đang lên nó là màu trắng, giờ này em về cả màu xanh màu vàng như này. Đấy, nhưng bên em vẫn gọi là ổ điện trắng. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai ổ USB, 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm. Hai ổ USB 7 ổ cắm có công tắc đóng ngắt. Giá của nó thì sẽ là 65.000 nhá. 65k. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng 65k. Dây thì nó sẽ là dài khoảng là trên dưới 2 m, trên dưới 1,5 m, tầm 1,5 m đến 2 m nhá. Tầm 1,5 m đến 2 m, nói chung là trên 1 m. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện. Dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Đấy. Con này thì một cuộn của nó dài khoảng 20 m, dài khoảng 20 m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cái dây 150.000 nhá, 150.000. Đấy, ở đây thì ổ của nó là ổ đúc hết nhá, ổ đúc hết như này. Đó, ổ đúc hàng made in Japan cho các bác luôn. Đó, 150k thôi. 150k. Dây thì dài khoảng là từ 20 m trở về nhá, 20 m trở về cho các bác luôn, dây dài 20 m trở về. Đó, tiếp theo này thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi điện thoại nhá. Đấy, túi điện thoại đây thì con này các bác đeo vào thắt lưng này. Đấy, sau đó thì mình có thể để điện thoại này, rồi các loại giấy tờ này, rồi có cả móc đeo để các bác đeo móc khóa luôn. Hai cái đai này là để các bác đeo vào hông. Đó, thì các bác đựng điện thoại đeo vào đằng trước ấy, rất là an toàn, tiện. Điện thoại to, thoại nhỏ đều đựng vừa hết nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá, 40k cho cái túi đựng điện thoại như này. Giá chỉ có 40k thôi, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Đấy, một cuộn này của nó là 100 cái luôn. Kích thước của nó là 45x50 và giá thanh lý cho các bác chỉ còn 35.000 cho một túi như này thôi. Đấy, tính ra một ngày mà các bác dùng hết thì chi là một ngày các bác dùng hết một túi thì 100.000 ba túi, như vậy là các bác dùng như vậy, nếu mà tính ra thì chắc chỉ mất 100 con thôi. 100 con cho một cái túi đựng rác như này. Đấy, và nó đã có dập sẵn cái này rồi, về nhà các bác chỉ cần bóc vào cho em như này. Đó. Bóc vào thôi. Đó, các bác bóc vào cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. 35.000 một túi nhá. 100.000 ba túi. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là túi để các bác đựng rác này. Đấy. Và có luôn cho các bác cả cái phần quai đây, quai nó ở nằm ở đây này. Đấy các bác, quai nằm ở đây.
Thì các bác khi các bác dùng khi vứt rác thì mình giật cái phần quai này lên, kéo cái phần quai này lên các bác nhá. Đó. Đây. Cái phần quai này các bác kéo lên chưa? Đấy. Quai này kéo lên. Còn cái này các bác bỏ rác vào đây. Túi thì trông mỏng này thôi nhưng mà rất là dài các bác này. Mỏng này thôi nhưng mà rất là dài. Thì các bác đựng rất là tiện ích luôn. Đó, rất dài nhá. Rất dài luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 35.000 cho một bịch như này. 35.000 và 100.000 là ba bịch luôn. Combo 100.000 ba bịch. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Đó, nó sẽ là một con máy của thương hiệu Osaka của Nhật này. Đó. Con này thì giá sẽ là 145.000. Đấy, nó sẽ có các cái phần lưỡi xoay như này. Có phần lưỡi xoay này các bác đặt vào đây cho em này. Đấy là mình xoay này. Rất tiện ích luôn, đặt vào đây. Rồi, các bác chỉ cần là đưa vào là mình xay thôi. Xay thịt, xay tôm, xay cá đều được hết nhá. Nhấn nút ở đây luôn. 145.000 cho một con máy xay Osaka như này. Sử dụng điện 220V. Rất là tiện ích luôn. 145k nhá, máy xay Osaka. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Con này thì giá của nó sẽ là đi 260.000 và bên em bao ship, bao gồm một thân máy như này. Con này thì nó sử dụng con này trước em đang bán là 260.000, đợt này giá chỉ còn cho các bác 160 cành thôi. $160.000 cho con máy như này nhá. Đó, con này thì về các bác chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim. Các bác lắp pin vào đây xem, 4 cái pin con thỏ nhỏ. Giá cực tốt luôn, giá này không bao gồm pin nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi. Đó, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, bác nào cũng nên có, đặc biệt là tuổi già thì nên sử dụng con này. Máy đo huyết áp 160.000. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica Japan này, nội địa của Nhật, hộp 5 mũi khoan tháp. Có tặng kèm cho các bác một cây lấy dấu luôn. 1 2 3 4 5, một cây lấy dấu. Đó. Thép của nó là thép gió phủ titan, giá sẽ là 180.000 đây. Đấy, lấy dấu này, đóng vào là có dấu luôn. Đây. Ấn vào này là có dấu các bác này. Đó, rất tiện ích luôn. Bao gồm là một cây lấy dấu và 5 mũi khoan, giá chỉ có 180.000 thôi. Hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm 180.000 nha, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bánh xe nâng đồ nhá, bánh xe nâng đồ như này. Bao nhiêu nha? Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái chân bánh như này, chịu lực là mỗi cái là 150 cân. 150 cân thì tính tổng trọng tải là sẽ là đi 4 bánh là đi 6 tạ nhá. 4 bánh là 6 tạ. Và một cái con nâng như này. Đấy, các bác chỉ cần là đưa vào mình đây, nâng cái tủ của mình lên. Đó, nâng những cái tủ của mình lên, sau đó thì mình để cái chân này vào. Đấy, tủ lạnh, máy giặt, rồi đồ đoàn các thứ. Lên cho em là dụng cụ chuyển đồ nhá, giá sẽ là 80k, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn, hàng Việt Nam chất lượng cao, dụng cụ chuyển đồ, dụng cụ chuyển đồ đa năng, giá sẽ là 80.000. Đó, đầy đủ đây, các bác nâng đồ lên sau đó thì mình đặt vào là xong, rất tiện ích luôn. Dụng cụ chuyển đồ 80.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ có hai loại, một là khò ga đại, hai là khò ga đồng. Khò ga đại này thì sẽ là 90.000. đấy, còn con khò ga đồng này thì sẽ là 80.000 nhá. Khò ga đồng này là 80.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái kìm kìm nhọn này. Đó. Kìm nhọn thì nó sẽ là hàng Nhật bãi như này. Giá thì sẽ là 40.000 trong chiếc thôi. 40.000 trong chiếc kìm nhọn như này nhá. 40k. Giá cực rẻ luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái băng dính hai mặt nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái loại băng dính hai mặt như này. Để các bác dùng để mình dính nó băng keo trong hai mặt luôn. Các bác dính tủ, dính ổ điện này điếc, còn nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Băng keo trong hai mặt như này. Đấy, đây các bác bóc ra này. Mình để dính đồ, dính đoàn này nó hai mặt luôn. Giá gửi tới các bác, giá đợt này gửi tới các bác rất là tốt luôn. Chỉ có 20k thôi. 20k cho một cuộn băng keo trong hai mặt như này, 20.000.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhé, kéo cắt cành trên cao rất tiện ích luôn. Con này thì các bác dùng để cắt cành trên cao, có kèm cả cưa và có cái đầu như này, về nhà các bác xỏ và cho em xỏ vào cái xào nhà mình ấy. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho con kéo cành trên cao như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật hẳn hoi luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm. Đó là cái con đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 thôi. Đợt này về cho các bác giá tốt 60.000, trước là 65.000. Các bác nâng lên cho em này, sau đó thì mình tháo ra này. Đấy, ở đây thì các bác lắp ngược lại cái này cho em. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác cái công tắc này, bật cái công tắc này lên. Chạm nhẹ mà nó sẽ lên này. Chạm nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi được. Thổi theo kiểu như truyền thống là mình thổi đèn nến ấy. Đó. Nhưng mà trước khi muốn thổi nó lên ấy thì các bác phải bật cái công tắc này trước nha, pin nó lên này, pin lên này, các bác thổi đi. Đó, các bác theo. Đó. Thì con này rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Các bác có thể để trên ban thờ, nó chạy bằng pin. Sạc pin thì rất là an toàn. Đấy, và có cả điều chỉnh chiết áp luôn, điều chỉnh sáng tối luôn. Đó, bật lên này. Bật lên cho em này. Đó. Đây. Con này thì đa di năng luôn, có cả điều chỉnh sáng tối nhá. Rất là sáng đấy các bác. Mất điện các bác cũng có thể dùng ăn cơm ăn nước được. Đó, rất là tiện, nói chung là sơ cua khi mất điện. Đó, đây. Rất là ngon lành luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Một con đèn thần tài như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 cho con đèn thần tài như này nhá, 60k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác hai cái dòng chai xịt nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là xịt bếp. Con này thì sẽ là 45.000 trên một chai nhá. Đấy. Các bác xịt để mình tẩy các cái vết dầu mỡ vết bám. Đó. Lên cho em là xịt bếp, con này thì sẽ là 45.000 một chai. 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Còn cái chai này thì nó sẽ là xịt nhà vệ sinh nhá. Xịt nhà vệ sinh thì con này của nó sẽ là con xịt nhà vệ sinh này thì sẽ là 50.000 nhá. 50k cho cái chai xịt vệ nhà vệ sinh như này. 50k. Đó. Thì cái dòng này khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dòng bọt như này các bác này. Đấy, dòng bọt như này. Thì nó giúp cho các bác tẩy rất là tốt luôn. Tẩy sạch các cái cặn bám, vết dầu mỡ, vết cặn bám. Đó. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tẩy sạch vết dầu mỡ, vết cặn bám, vết canxi nhá. Đó. Con xịt bếp này thì là 45.000, còn con xịt nhà vệ sinh thì sẽ là 50.000. Xịt bếp là màu vàng, còn xịt nhà vệ sinh là màu xanh. Vâng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay hạt nhá, máy xay hạt hay còn gọi là máy xay khô. Đấy, cái này chỉ xay khô thôi, xay các loại hạt nhá, sử dụng điện 220V, rất là khỏe luôn các bác, chỉ cần cắm vào là xay. Có các cái đầu lưỡi xay như này. Đấy, xay hạt, xay khô, xay tiêu, xay điều, xay cà phê, 120k cho con máy xay khô như này nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Cái vòi này thì các bác nối vào cái vòi rửa bát này hoặc là các cái phần mà vòi rửa chân rửa tay đều được hết nhá. Rửa chân rửa tay rửa bát. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái gioăng này rồi, cái gen xoáy rồi, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đấy, có chế độ điều chỉnh nước một tia hoặc là nước vòi hoa sen. Có lên cho là vòi nối nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 70k. Đấy, 70k cho cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối này. Vòi nối giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Con này thì sẽ là 55.000 trong cái cà lê nước như này. Giá sẽ là 55k. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng cho em để mình vặn ống nước này. Đấy, mình vặn ống nước này. Độ mở của nó lên tới gần 7 cm. 6/8 này. Đấy. Các bác sửa chữa ống nước thì bắt buộc phải có con này, dùng rất là tiện luôn. Đó. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho con cà lê nước như này. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái bộ sen như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Cả một cái bộ sen như này nhá. Đấy. Đóng ngắt trên tay này. Đấy. Đóng ngắt trên tay luôn. Và có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Đóng ngắt trên tay như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên với em. Ghi giá cho anh Mỹ này. Sen quạt giá sẽ là... Cái này là bao nhiêu? 90k nhá. 90k cho con sen quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt rỉ nhá. Xịt rỉ hay còn gọi là xịt P7. Đấy. À không, cái này là cái chai vệ sinh điều hòa nhá. Đấy, vệ sinh điều hòa, một cái dòng sản phẩm mới của bên em. Đó,
thì các bác xịt trực tiếp vào cái lưới điều hòa như này nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào cái phần cái lưới điều hòa như này thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này, làm thông thoáng điều hòa này và điều hòa không bị mùi nhá. Đấy, lên trang là vệ sinh điều hòa, con này sẽ là 45.000 cho một chai vệ sinh điều hòa như này. Tiếp theo thì bỏ đây luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng gỗ nhá, vòng trầm gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm tự nhiên như này. Đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn, hàng nội địa của Nhật. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? 50.000 nhá, lên theo là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 50k thì cái vòng trầm gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ của thương hiệu Philips, giá sẽ là 170.000 cái tăng đơ Philips như này nhá, 170k. Đó. 170.000, mấy cái đôi giày nó bỏ ra đây luôn. Mấy cái giấy nó bỏ đây. 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này nhá. Đây là cái đế sạc của nó này. Đấy, đây cục sạc này. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái cữ này và một cái bộ tăng đơ cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng thương hiệu Philips cực kỳ là dày dẫn bền bỉ và chắc chắn cho các bác nhá. Đó. Rất là dày dẫn bền bỉ chắc chắn các bác luôn, rất là ngon các bác này. Đó, lên theo là tăng đơ Philips nhá. Con này thì trong shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này, 170.000 các bác nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 10 chiếc. Đó, các bác dùng để mình lau kính, lau bàn, lau ghế đều ok hết nhá. Khăn lau kính 50.000 một chiếc, một bịch 10 chiếc. Cái này thì nó thấm hút rất là ấy luôn, thấm hút rất là tốt luôn cho nên là và bám bụi rất là tốt. Khăn lau kính 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo bằng inox 75.000 cho cái rổ vo gạo bằng inox như này, rất tiện này. Các bác dùng để mình vo gạo này. Đấy, vo gạo vệ sinh rất là tốt luôn. Ở đây nó sẽ có cái phần nghiêng như này và đặc biệt là cái phần lọc như này. Thì khi các bác rót nước ra thì cái gạo nó sẽ không bị chảy ra ngoài, nó lãng phí các bác nhá. Và rất là sạch sẽ luôn. Inox 304. Ngoài dùng để vo gạo thì các bác có thể dùng để rửa rau. Đường kính của nó vào khoảng là 25cm. Rất dày dẫn chắc chắn. Inox 304 nhá. Su 304 75.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái găng tay lao động nhá. Một địch này của nó sẽ là 70.000 12 đôi. Còn em bán lẻ thì sẽ là 5 đôi là sẽ là 40.000, 5 đôi 40.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì đem lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED. Đồng hồ LED thì có hai mẫu. Đấy. Mẫu này là mẫu cũ này. Đấy. Đồng hồ LED mẫu cũ. Con này thì giá của nó sẽ là 110.000 thì cái đồng hồ LED mẫu cũ như này. Đấy. À mẫu mới nhá. Đồng hồ LED mẫu mới là 110.000. Đấy. Còn đồng hồ LED mẫu cũ nhỏ hơn thì sẽ là 140.000. Đây. Con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy thì tùy các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Có hai loại mẫu cũ mẫu mới như này. Đây, con này thì nó sẽ là cái LED mặt gương nhá. Cái này thì sẽ là LED mặt gương này. Còn cái này nó sẽ là LED số này. Đấy. LED này thì nó sẽ có số nổi như này, còn cái con này thì nó sẽ là mặt gương. Đấy, mặt nó trắng gương như này. Đấy, đồng hồ LED cũ là 140.000. Đấy, lên trên là đồng hồ LED cũ nhá. 140.000 một con đồng hồ LED cũ như này. Còn con đồng hồ LED mới này thì sẽ là 110.000, 110.000. To hơn và giá hợp lý hơn. Đó, đồng hồ LED cũ 110.000 các bác nhá. Lên trang là đồng hồ LED cũ. Giá sẽ là 110.000 cái con đồng hồ LED cũ như này. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân 10 nhá. Đấy, con này thì đợt này về lại có pin. Đó, cân tiểu ly 10. Đấy, con này thì các bác dùng để mình cân đồ nhà bếp này, rồi cân các thứ linh tinh đều được hết, lắp pin vào cho em. Đó, và nó cân được 10 kg. Mặt của nó thì bằng inox như này nhá, cân của Đức nhá. Đấy, lên cho em là cân 10. Giá sẽ là 120.000 cho cái cân 10 như này. 120.000 nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước laser nhá. 90.000 cái thước laser như này. Con này thì chuyên dùng để bao nhiêu đấy? Hả? Đấy, thước laser như này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái tia laser đo dọc và đo ngang. Đấy. Đo dọc ngang và đo góc vuông đầy đủ hết này các bác này. Đó, đây, rất sáng luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là các loại thước này. Đó, các loại thước Livo này. Đấy, rất là sáng luôn các bác này. Đó, rất sáng luôn. Soi rất là rõ nhá. Ngoài ra thì sẽ có cả thước rút này. Có cả thước rút ra như này luôn. Đấy, có cả thước rút rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, có thước rút luôn. Combo cho các bác như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác mỗi con thước laser như này giá sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con thước laser như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo nhá. Đây, mắc áo như này. Con này thì của nó bằng nhựa mềm và nó có các cái phần
nhựa mềm và nhựa dẻo, dùng rất là tiện luôn, và có các cái phần đai như này khi các bác treo quần áo không bị rơi, và có cả móc luôn. Giá thì sẽ là 75.000 trong chục nhá. 75.000 trong chục móc áo như này, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng này của nó thì siêu mềm siêu dai, như này các bác dùng rất là sướng luôn nhá, siêu mềm siêu dai luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 chục các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn trợ sáng nhá, 40.000 một chiếc như này. Các bác lắp trực tiếp vào xe đạp điện này hoặc xe máy này, có ốc ác cái thứ đàng hoàng, 40.000 một chiếc thôi. Đèn trợ sáng giá sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, lắp trực tiếp vào áp quy nhá, lắp trực tiếp vào áp quy luôn. Đấy, lắp trực tiếp vào áp quy rất là tiện luôn. Đấy, giúp cho các bác trợ sáng luôn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu như này. 15.000 một hộp nhá. 15.000 một hộp, bao gồm cho các bác là từ 50 đến 100 lưỡi, từ 50 đến 100 lưỡi. Đấy, có lô về thì 50, 70, 80, 100. Đấy, hộp lưỡi câu như này đầy đủ luôn. Các bác tha hồ mình sử dụng nhá. Có cả cước luôn. Cước thì sẽ là 30.000 cho một quận, 30.000 một quận 100 mét nhá. Còn lưỡi thì sẽ là 15.000 cho một hộp như này. 15.000 một hộp lưỡi câu như này nhá. Lên cho em là hộp lưỡi câu, giá của nó sẽ là 15.000 một hộp nhá. Phương ơi, và đưa cước cho anh. 15.000 cho một hộp mà lưỡi câu như này nhá. Đấy. Và đây là cái cước câu này. Cước câu thì sẽ là 30.000 cho một quận như này, 100 mét luôn. 30.000 một quận 100 mét, cước là cước 4 ly của Nhật này. Đấy, Japan này. Cước 4 ly của Nhật 100 mét luôn. Tha hồ thoải mái đây. Cước 4 ly siêu dai luôn nhá. Đấy, siêu dai luôn. Này thì sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một một quận cước như này, 30.000 cho một quận cước như này. Đấy, tiếp theo thì bên em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái giày lính nhá, giày lính này. Giày Mỹ nhá. Đấy. Giày lính à? Giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ này, USA luôn. Giày lính Mỹ như này. Đó, đây, USA. 390.000 một đôi, bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Dùng cực kỳ là ngon luôn, giày này đi thì rất chất luôn. Đấy, chất của nó này. Các bác biết rồi. Đó, chất của nó rất là ngon luôn. Đó, lên cho em là giày lính. Giày lính này, 390.000 một đôi. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Rất đẹp nhá. Rồi ok.